Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay là tối ngày Chủ nhật, bắt đầu một tuần mới ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Như thường lệ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bản tin chính và những cái sự kiện quan trọng đang được chờ đón ở trên thị trường chứng khoán Mỹ để cho cộng đồng mình có thể theo dõi. Và mình cũng sẽ có những cái bài phân tích chuyên sâu hơn về những cái vấn đề quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện giờ cũng như là đang được chờ đón vào tuần tới. Như các bạn biết á, thì tuần tới sẽ là cái tuần mà được xem như là tuần biến động nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ cho năm 2024, bởi vì tuần tới á, là cái tuần bầu cử ở Mỹ vào ngày thứ ba, ngày mùng 5 tháng 11, thì cuộc bầu cử quan trọng nhất, mình nghĩ là không chỉ là quan trọng nhất ở Mỹ mà quan trọng nhất ở trên toàn thế giới bắt đầu sẽ chính thức xảy ra. Và đây là cái ngày mà coi như là bao nhiêu người chờ đợi và bao nhiêu người là mong chờ. Và mình nghĩ á, thì những người chờ đợi á, thì là có hai nhóm người. Một người chờ đợi á, thì chờ đợi để có được cái kết quả theo ý của họ, và một người á, thì chờ đợi là chỉ để cho cái này nó qua đi cho rồi, chứ còn nó mà chưa xảy ra và nó cứ dai dẳng á, thì còn bao nhiêu chuyện và bao nhiêu những cái vấn đề liên quan đến nó vẫn tiếp tục dai dẳng. Cho nên là mong cho nó qua cho rồi rồi kết quả như thế nào cũng được. Không biết các bạn thì thuộc trong nhóm nào, mình thì mình thuộc trong nhóm thứ hai. Thật sự là mình nghĩ kết quả như thế nào cũng được, nhưng mà mình thành thật thì rất là mong cho nó qua đi cho rồi, để còn có những cái chuyện khác quan trọng hơn nữa. Chứ mà cái chuyện này nó cứ dai dẳng như vậy á, thì là không nói thì cũng không được, mà nói á, thì cũng không thích nói về cái chủ đề này lắm. Và những cái câu chuyện mà nó xảy ra trong cái chủ đề này á, thì nó cực kỳ là decisive, nó cực kỳ là divisive, nó cực kỳ là mang tính chia cắt và chia rẽ. Cho nên nói theo kiểu A thì nhóm B sẽ ghét, mà nói theo kiểu B thì nhóm A sẽ ghét. Cho nên kiểu gì thì cũng không có được gì cả. Cho nên là mình là thuộc trong cái nhóm thứ hai, là mong muốn cho cái cuộc bầu cử này nó kết thúc và nó có một cái người tổng thống mới vừa có đủ tài và đủ đức để giúp nước Mỹ lên những cái tầm cao mới, và có cái kết quả cuối cùng, cái kết quả chính thức và cái kết quả không có ai challenge được cả. Cho nên để cho nó xong. Còn không biết các bạn thì thuộc trong những cái nhóm nào, nếu mà bạn thuộc nhóm một á, thì bạn nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình biết. Và trước một cái tuần biến động như vậy, cho nên là trong tuần tới này, người ta dự báo là tình hình ở trên thị trường chứng khoán Mỹ cực kỳ biến động và cực kỳ thay đổi. Bạn sẽ thấy có những ngày chứng khoán nó lao dốc mạnh liệt, có những ngày thì chứng khoán nó thăng hoa cũng rất là hào hứng. Cho nên là các bạn cực kỳ cẩn thận. Mình đã có một cái lời hứa là tuần tới sẽ là cái tuần mình không mua thêm cái gì cả, một tuần mà mình chỉ đợi cho nó đi qua thôi và đợi cho nó có cái kết quả cuối cùng thôi, thì mình sẽ không muốn mua thêm bán thêm cái cổ phiếu nào trong tuần tới cả. Mọi chuyện mình đều án binh bất động để chờ đợi cái kết quả cuối cùng của cái cuộc bầu cử này. Một cái nữa mà mình cũng chia sẻ với các bạn á, là trong 10 ngày tới, mình với là mã của mình và một vài người trong gia đình nữa thì sẽ đi sang châu Âu du lịch. Gia đình mình thì sẽ đi sang Zurich là của Thụy Sĩ và Munich ở nước Đức, và sau đó thì sẽ về Paris ở Pháp trong vòng khoảng 11 ngày. Nếu như mà các bạn ở trong nhóm mà muốn ở những thành phố Zurich, Munich và Paris mà muốn gặp mà gia đình mình vậy là bà con mình á, thì các bạn nhớ chia sẻ vào một comment. Và mình nếu mà tiền á, thì mình sẽ thu xếp gặp các bạn trong cộng đồng của mình ở châu Âu, bởi vì mình nghĩ là mình gặp nhiều người và biết nhiều người trong cộng đồng của mình ở Mỹ và ở Canada, nhưng mà mình không biết nhiều người Việt của mình ở bên châu Âu, cho nên sẽ là một cái cơ hội tốt để cho mình có thể gặp mặt các bạn và cũng hiểu rõ là cái đời sống của người Việt của mình ở bên các nước châu Âu, ở Thụy Sĩ, ở Đức và ở Pháp là như thế nào. Thì nếu mà các bạn ở những cái thành phố đó và bạn có thời gian và bạn muốn gặp gỡ mình với là gia đình mình á, thì các bạn nhớ để lại comment trong cái mục comment giúp cho mình, và hoặc là gửi email thật trực tiếp cho mình ở lamgiaoermi888@gmail.com. Nếu mà thời gian và thuận tiện á, thì mình sẽ rất là muốn gặp các bạn để biết thêm về cộng đồng người Việt của mình ở châu Âu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì trong 11 ngày tới á, mình với gia đình của mình sẽ đi sang châu Âu và sẽ đi du lịch. Hy vọng là đến khi mà gia đình mình quay trở lại Mỹ á, thì nước Mỹ đã có một cái người tổng thống vừa có tài vừa có đức để giúp nước Mỹ trở nên càng ngày càng hùng mạnh hơn, càng ngày càng tiến bộ hơn và trở thành một cái quốc gia quan trọng nhất và mạnh mẽ nhất ở trên toàn cầu.
trong thời gian mà mình ở châu Âu á thì mình vẫn tiếp tục làm những cái video hàng ngày và những cái video độc quyền dành cho các bạn hội viên Kim Cương, không có gì thay đổi cả. Như là đợt trước lúc mà mình đi Nhật và đi về Việt Nam ăn Tết á thì mình cũng làm những cái video bình thường hàng ngày, thì bây giờ cũng vậy, mặc dù mình đi chơi nhưng mà vẫn không quên công việc và nhiệm vụ của mình, cho nên một ngày mình cũng để ra 4-5 tiếng đồng hồ mình làm cả cái bài, cả cái video cho cộng đồng của mình. Thời gian của những cái video của mình trong trong 10 ngày tới á thì nó có khả năng là nó sẽ thay đổi một chút. Có những cái video thay vì mình chia sẻ vào lúc 19 10 giờ tối giờ Eastern Time thì có khả năng bây giờ mình sẽ chia sẻ sớm hơn, hoặc là chia sẻ muộn hơn, hoặc là thậm chí có những cái video thay vì mình chia sẻ vào buổi tối thì mình sẽ chia sẻ vào buổi sáng ngày hôm sau. Nhưng mà mình hứa là mình sẽ làm hết, mình sẽ làm đầy đủ tất cả các ngày mà mình đi, chỉ trừ là có 3 ngày là mình travel là mình sẽ không làm được cái gì cả. Đó là cái ngày thứ ba, là tối thứ ba là mình bay từ DC qua Zurich, thì tối đó là mình ở trên máy bay gần như là cả bữa tối, cho nên mình sẽ không làm được trong ngày đó. Sau đó thì là cái ngày mà mình đi xe từ Zurich lên Munich thì ngày đó có khả năng mình vẫn làm, nhưng mà cái ngày mình đi từ Munich lên Pháp á, lên Paris á, thì có khả năng là mình sẽ cũng không làm được gì trong ngày đó. Và cuối cùng á là cái ngày mà mình bay từ Pháp về lại DC là ngày 15 tháng 11, thì ngày đó mình cũng sẽ không làm gì, gì cả. Cho nên các bạn hy vọng là các bạn bỏ qua cho mình những cái ngày đó. Còn những ngày còn lại lúc mà mình đang tham quan du lịch ở các cái thành phố đó thì bữa tối về đến khách sạn mình sẽ thu xếp 2-3 tiếng đồng hồ để mình làm cái video thông báo và chia sẻ với mọi người tình hình thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần đó một cách bình thường, không có gì thay đổi cả. Thì các bạn nhớ tiếp tục ủng hộ channel của mình và chờ đón xem những cái bài phân tích mà mình làm hàng ngày cho tất cả các bạn trong cộng đồng của mình. Thì đó là một kỳ sự kiện, cuộc bầu cử nước Mỹ tuần tới là một cái sự kiện mà sẽ mang lại rất là nhiều biến động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Sau đấy á thì là tuần tới cũng là một cái tuần cực kỳ quan trọng, bởi vì ngân hàng chỉ được trung ương sẽ họp và đưa ra các cái quyết định họ sẽ để có quyết định như thế nào với là cái lãi suất ở Mỹ, và nếu như mà họ giảm lãi suất thì họ sẽ giảm bao nhiêu phần trăm. Thì đó là hai quyết định cực kỳ quan trọng mà nó sẽ làm cho tuần tới là một tuần rất là quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện liên quan đến Google và Amazon. Như các bạn biết á, tuần vừa rồi thì năm cái công ty công nghệ quan trọng nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ được gọi là năm công ty Big Tech, đó là Apple, Google, Microsoft, Amazon và Facebook đều đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận rồi. Sau khi cả năm công ty này báo cáo doanh thu và lợi nhuận thì cả năm công ty đều đạt được các cái sự mong đợi của các nhà phân tích và các nhà đầu tư, các cái chỉ số doanh thu và lợi nhuận cho quý vừa rồi cũng như là doanh thu và lợi nhuận của những cái quý tương lai của dự đoán của họ, thì cả năm công ty đều đạt được những cái con số mà các nhà đầu tư đang mong đợi. Tuy nhiên á là chỉ có Google và Amazon thì là cổ phiếu của nó tăng trưởng sau khi mà nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận, còn ba công ty còn lại á thì là cổ phiếu của nó đều giảm cả. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài phân tích chuyên sâu vì sao Google và Amazon lại khác với là Microsoft, Apple và Facebook, sau khi cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của họ, để các bạn có thể tham khảo thêm. Cái bài phân tích này thì mình tính á, là nó tập trung vào năm cái công ty Big Tech này, nhưng mà mình nghĩ cái lý do và những cái kiến thức đằng sau đó thì nó cũng áp dụng cho tất cả các cái cổ phiếu, đặc biệt là các cái cổ phiếu trong S&P 500. Thì hy vọng cộng đồng của mình cũng sẽ nắm các cái nguyên tắc mà các cái cổ phiếu này nó hoạt động như thế nào sau các cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của họ. Một cái bài phân tích nữa thì là mình sẽ phân tích về cái cổ phiếu Apple, và hiện giờ thì Apple nó đã tung ra cái phần mềm mà đang được mong đợi hiện giờ, đó là Apple Intelligence, và các cái nhận xét của giới đầu tư về cái Apple Intelligence này là như thế nào. Và Warren Buffett với cái khoản đầu tư rất là lớn vào cái cổ phiếu Apple, gần đây ông đã có những cái động thái như thế nào về cái cổ phiếu Apple này? Khi mà Apple tung ra cái phần mềm Apple Intelligence này thì Warren Buffett đã phản ứng ra làm sao, thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn. Một trong những cái cổ phiếu mà khá quen thuộc với cộng đồng của mình mà mình rất là ít làm các cái bài phân tích và mình chưa làm nhiều các cái bài phân tích về cái cổ phiếu này,
Và hy vọng là sắp tới thì mình sẽ làm nhiều hơn các cái bài phân tích về cái cổ phiếu này, đó là Uber. Thì Uber nó là một cái công ty mà tiếng Mỹ nó gọi là marketplace, bởi vì bên một bên á, thì nó có những cái người tài xế và một bên kia thì nó có những cái người đón xe taxi, và nó connect giữa hai cái đối tượng này lại, thì như vậy nó gọi là marketplace. Và trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận gần đây á, thì có vẻ như là Apple nó đã chuyển từ một cái công ty marketplace sang thành một cái công ty software, tức là một cái công ty chuyên về phần mềm. Thì cái chuyện này nó sẽ khá quan trọng đối với cái cổ phiếu của Apple trong tương lai. Thì mình cũng sẽ làm một cái bài phân tích để mình chia sẻ với các bạn cái chuyện mà Uber nó trở thành một cái công ty software, tức là một cái công ty phần mềm, nó có những cái hiệu ứng như thế nào và nó có những cái thay đổi gì cho cái cổ phiếu này. Thì để cho các bạn tham khảo, nếu mà bạn nào quan tâm đến cái cổ phiếu Uber á, thì mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái bài phân tích này, bởi vì đây là một cái cổ phiếu mà mình nghĩ cũng sẽ rất là có tiềm năng trong tương lai với những cái thay đổi của nó chuyển thành một cái công ty thuần về phần mềm. Có nhiều bạn vì comment á, và nói với mình á, là hình hình như ở trên channel của mình á, mình thảo luận nhiều về những cái chính sách và về những cái câu chuyện liên quan đến cựu Tổng thống Trump, với là cái campaign của cựu Tổng thống Trump vào Nhà Trắng vào tháng 11 vào tuần tới, mà mình ít nói về những cái chính sách và những cái câu chuyện liên quan đến bà Harris. Thì có phải như vậy hay là không? Thật ra là khi nào mà mình chia sẻ các cái câu chuyện về bà Harris hoặc là bà tổng thống cựu tổng thống Trump á, thì mình đều có chia sẻ các cái chính sách của hai người này cả. Tuy nhiên á, mình phải công nhận á, là những cái câu chuyện mà liên quan đến cựu tổng thống Trump và những cái câu chuyện liên quan đến cái campaign của ông, đặc biệt là cái người mà ủng hộ rất là nhiệt tình cho cựu tổng thống Trump là ông Elon Musk, thì những cái câu chuyện như vậy nó chiếm được nhiều headlines của báo giới, của báo chí phương Tây, báo chí ở Mỹ cũng như là ở tất cả các nơi trên thế giới, bởi vì đây là hai nhân vật rất là nổi tiếng và được có nhiều cái sự mong đợi của người dân ở trên nước Mỹ cũng như là người dân ở trên toàn cầu. Và hai người này thì cũng có nhiều cái hoạt động và có nhiều cái hành động mà thường á, là nó chiếm lĩnh các cái tiêu đề của các cái tờ báo lớn. Cho nên là trên channel của mình thì mình cũng lọc và dịch và chia sẻ những cái bài phân tích như vậy về cựu tổng thống Trump với là ông Elon Musk. Thì tối hôm nay á, mình sẽ chia sẻ một cái câu chuyện ngược lại đối với là cái chuyện dịch của bà Harris, và cái câu chuyện của tối hôm nay thì nó liên quan đến tiền hỗ trợ cho trẻ em mà bà đã hứa là nếu như mà bà được thẳng vào Nhà Trắng vào tuần tới á, thì đây là một trong những cái chính sách quan trọng mà bà sẽ thực hiện để hỗ trợ cho những cái gia đình có trẻ em còn nhỏ. Alright, thì bây giờ trước khi đưa đến các cái câu chuyện và các bản tin chi tiết như vậy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái tin chung ở trên thị trường chứng khoán Mỹ vào tuần tới để cho các bạn có thể tiện theo dõi. Thì các bạn thấy ngay cả tiêu đề của những cái câu chuyện này á, người ta cũng nói á, là market đang chờ đợi và đang praise này, là coi như là nắm chặt tay nhau mà để cho vững á, để cho vững vàng hơn và chờ đợi cái cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ và cái cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Trung ương và những cái quyết định họ sẽ cắt giảm lãi suất như thế nào. Thì các bạn thấy đây là hai cái câu chuyện rất là quan trọng đang được mong đợi trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái câu chuyện này một chút và những cái sự kiện khác, những cái công ty mà sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận vào tuần tới ở Mỹ để cho các bạn có thể tham khảo thêm. Trong tuần vừa rồi á, thì là như các bạn biết, tuần vừa rồi là một cái tuần mà khá thất bại ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dầu đến ngày thứ sáu thì chứng khoán Mỹ tăng trưởng ngược trở lại, nhưng mà những ngày trước đó thì là các cái chỉ số quan trọng nhất đều giảm sút, và cái việc giảm sút của chứng khoán Mỹ tuần vừa rồi đã làm cho cái chỉ số quan trọng nhất là S&P 500 giảm trong tháng 10, và nó kết thúc một cái chu kỳ tăng trưởng 5 tháng liên tục. Đến tháng 10 này thì nó bị giảm, là những cái mức mã của trên chứng khoán Mỹ thì đều xảy ra vào tuần trước cả. Bởi vì 3 tuần đầu tiên ở tháng 10 á, thì chứng khoán Mỹ đều tăng trưởng, đến cái tuần cuối cùng thì nó giảm sút rất là nhiều, cho nên làm cho chứng khoán Mỹ kết thúc tháng 10 trong cái màu đỏ. Thì tuần vừa rồi các cái chỉ số này nó cũng là một cái màu đỏ rất là đậm. Ví dụ giống như S&P 500 thì giảm 1,37% vào tuần trước, trong khi chỉ số Nasdaq thì giảm 1,5 vào tuần trước. Và Dow Jones á, thì cũng giảm 0,1%. Cả ba chỉ số giảm đều vào tuần vừa rồi, và cả ba chỉ số này thì cũng đều kết thúc trong màu đỏ cho tháng 10.
Tuần này á, thì là Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ họp cái cuộc họp thường 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 hàng tháng của họ và sẽ kết thúc vào ngày thứ năm, và sau khi họ kết thúc á, thì họ sẽ thông báo cái quyết định của mình. Hiện giờ các nhà đầu tư thì và các nhà phân tích cũng như là các nhà kinh tế đều mong đợi là Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ thông báo là họ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 11 và cắt giảm 0,25%. Tuần tới đây thì cũng có những cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận rất là được cộng đồng mình quan tâm, đó là bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Palantir. Đây là một cái cổ phiếu mà rất là nhiều các bạn trong nhóm hội viên Kim Cương đã có được những cái khoản lợi nhuận rất là tốt từ cái cổ phiếu Palantir này rồi. Có nhiều bạn là đã gần gấp đôi chỉ sau 5 tháng đầu tư vào cái cổ phiếu này dựa theo các cái bài phân tích chuyên sâu của mình. Và tuần tới á, thì là Palantir nó sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận, thì mình hy vọng đây cũng là một cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận rất là tốt của Palantir và sẽ giúp cái cổ phiếu này tiếp tục tăng trưởng sau cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của họ. Không biết các bạn trong cộng đồng trong trong nhóm hội viên Kim Cương á, mà đã mua cái cổ phiếu Palantir này rồi, thì các bạn đang có dự định sẽ bán cái cổ phiếu này chốt lời trước khi nào báo cáo doanh thu và lợi nhuận, hay là các bạn cứ vẫn cứ giữ cái cổ phiếu này để đợi cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của nó xong thì hy vọng nó sẽ tiếp tục tăng, và nếu như mà nó giảm á, thì các bạn có định mua thêm vào lúc này hay là không? Thì nếu các bạn có ý định như thế nào cho cái cổ phiếu Palantir mà bạn đang nắm giữ thì bạn nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình nha. Ngoài ra, một bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận khác cũng đang rất là được mong đợi, đó là Super Micro Computer với cái mã là SMCI. Đây là cái công ty mà nó rất là thăng trầm trong những tuần vừa rồi. Thăng trầm là mình nghĩ là một cái từ rất là đúng với cái cổ phiếu này. Nó lên voi xuống chó trong một vài tuần vừa rồi mà nó thay đổi cực kỳ khủng khiếp, và hiện giờ thì đã có những cái lo ngại có nhiều khi là cái cổ phiếu này nó sẽ phá sản 100% và nó sẽ bị đá ra khỏi thị trường, đá ra khỏi sàn Nasdaq. Thì cái số phận của cái cổ phiếu này như thế nào, cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của nó vào tuần tới đây sẽ đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, thì mình sẽ cố gắng theo dõi và tiếp tục theo dõi cái công ty này để chia sẻ với các bạn trong cộng đồng của mình, để các bạn có những cái quyết định cuối cùng cho cái cổ phiếu SMCI này. Một cái cổ phiếu mà mình rất là yêu thích và rất nhiều bạn trong cộng đồng cũng rất là yêu thích, thì cũng sẽ có bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận vào tuần tới. Tương tự như vậy thì Qualcomm, một cổ phiếu nữa cũng thuộc trong nhóm Semiconductor, một trong những cái cổ phiếu đang rất là nóng trong cái trào lưu AI này, cũng báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra thì là Moderna là một cái công ty về dược phẩm cũng sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận vào tuần tới. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài các cái tin quan trọng, đó là cái rủi ro của cuộc bầu cử. Rủi ro của cuộc bầu cử nó sẽ như thế nào khi mà năm này là một cái năm bầu cử mà từ đầu năm đến giờ á, chứng khoán Mỹ nó đã tăng hơn 20%. Và đây là cái cuộc bầu cử mà đây là cái sự kiện mà mình nghĩ tất cả các nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Mỹ đều đang là mong đợi từ đầu năm cho đến bây giờ. Và mình chắc chắn với các bạn á, là không ai đầu năm 2024 mà có thể tưởng tượng được chứng khoán Mỹ đã tăng đến 20% từ đầu năm cho đến bây giờ trong một năm bầu cử như vậy. Bởi vì cái năm này á, với cái performance như vậy, với cái tăng trưởng như vậy, thì nó là một năm hơi bất thường chứ không phải là bình thường. Và khi các cái công ty về đầu tư người ta phân tích các cái tăng trưởng của cái chỉ số S&P 500 trong những kỳ năm mà bầu cử từ từ trước đến giờ á, thì người ta thấy á, là cái mức độ tăng trưởng hơn 20% trong tháng 10, thì đây là cái mức tăng trưởng, đây là cái mức tăng trưởng cao nhất vào một cái năm bầu cử kể từ năm 1932 cho đến bây giờ. Các bạn thấy 1932 cho đến bây giờ á, là gần gần 100 năm, 92 năm. Trong 92 năm vừa qua, với rất là nhiều năm có bầu cử, 92 năm mà mình chia cho 4 thì là nó sẽ được 23 lần bầu cử. Và trong 23 lần bầu cử đó, tháng 10 mà ngay trước cái giờ bầu cử mà chứng khoán từ từ đầu năm cho đến cái thời điểm hiện tại trước bầu cử mà chứng khoán Mỹ S&P 500 tăng hơn 20% như vậy, là đây là cái mức tăng trưởng cao nhất trong 92 năm vừa qua. Thì các bạn thấy đây là một cái kỷ lục, mình coi đối với mình đó như là một cái kỷ lục, bởi vì chứng khoán Mỹ chưa bao giờ, hoặc là trong 92 năm vừa qua là chưa bao giờ mà tăng trong một cái năm mà nhằm vào cái năm bầu cử mà nó có thể tăng trưởng từ đầu năm cho đến cái giờ trước giờ bầu cử mà được tăng trưởng ở cái mức như vậy. Thì đó cũng là một cái con số rất là kỷ lục. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á,
cái việc mà chứng khoán Mỹ nó tăng trưởng từ đầu năm cho đến bây giờ và nó tăng trưởng lên xuống, thì các bạn theo dõi cái việc lên xuống của chứng khoán Mỹ hàng ngày á, thì các bạn thấy nó rất là thay đổi và nó rất là biến động. Nhưng mà đến khi người ta xem lại tất cả những cái năm bầu cử trước đây, thì trong vòng 50 năm qua, thì tháng 10 tới đây, tháng 10 vừa rồi á, cái việc mà chứng khoán Mỹ nó tăng giảm như vậy là cái tháng mà nó ít biến động nhất trong 50 năm qua. Các bạn thấy, mình thấy tháng 10 vừa rồi là coi như là tuần đầu á là nó tăng, tuần 2 nó tăng, tuần 3 nó tăng, tuần thứ 4 là nó giảm rất là mạnh liệt. Và trong tuần thứ 4 á, thì có những ngày nó lao dốc và có những ngày nó đi lên lại, thì mình cảm thấy là nó như là nhảy lambada và nó đi như là đi qua những cái đoạn đường mà giá mà cực kỳ là gập ghềnh và có rất là nhiều ổ gà ổ chuột. Mà đến khi người ta xem lại và người ta ước tính cái sự biến động của chứng khoán Mỹ trong 50 năm qua vào những năm bầu cử, thì tháng 10 vừa rồi á, nó là cái sự biến động thấp nhất, nó không phải là thấp nhất, thấp hàng thứ hai. Cái này nó gọi là second least volatile month, là cái tháng 10 mà có cái sự biến động thấp hàng thứ hai. Thì các bạn thấy như vậy á, là đối với mình là những người mà chỉ mới bắt đầu để ý vào những cái tăng giảm của chứng khoán Mỹ năm nay, đúng vào cái năm bầu cử và trong tháng 10 vừa rồi, là mình cũng cảm thấy đã rất là lên tim, với đặc biệt là với cái cổ phiếu SMCI. Nhưng mà đến khi nhìn vào lịch sử thì tháng này, tháng 10 vừa rồi chưa phải là cái gì cả. Những năm bầu cử thì nó còn là trôi nổi và nó còn là biến động khủng khiếp hơn nữa. Tháng 10 vừa rồi thật ra là nó rất là bình an và nó rất là yên lặng, chỉ không có một cái biến động gì đáng kể cả. Cho nên các bạn thấy khi mà nhìn về lịch sử á, thì mình mới rút ra được những cái bài học cho bản thân mình. Còn nếu như mà mình chỉ bây giờ chỉ trải nghiệm cái tháng vừa rồi thì mình cảm thấy là nó cực kỳ biến động. Và bây giờ những cái dự báo á, là trong tuần này nó cũng cực kỳ biến động. Nhưng mà mình tin chắc về các bạn, đến cuối tháng 11, lúc mà tất cả các cái sự biến động nó đã lắng đi rồi và người ta quay lại lịch sử để người ta tìm hiểu có thể là tháng 11 này so với là những cái tháng 11 của rất là nhiều năm trước, thì họ cũng sẽ có những cái kết luận so sánh để cho các bạn có thể đem, các bạn thấy những cái biến động đó và cảm thấy là như vậy nó cũng chưa đến nỗi nào so với lịch sử, hoặc là như vậy là nó quá khủng khiếp so với lịch sử. Thì đến khi mà cuối tháng 11 thì mình sẽ chia sẻ thêm những cái thông số đó để cho các bạn có thể tham khảo thêm. Ở đây á, thì lúc nãy mình còn nói một cái ý á, là trong một cái ngày tháng bầu cử như vậy và năm bầu cử như vậy, thì là có rất là nhiều người là muốn Trump thắng, cũng có rất là nhiều người là muốn bà Harris thắng. Thì là cái chuyện người nào thắng á, người đó cũng sẽ gây ra các cái biến động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ cả. Bởi vì nếu mà Trump thắng thì sẽ có những cái cổ phiếu mà người ta tin chắc là sẽ hưởng lợi được từ Trump, sẽ bắt đầu đi lên và nó sẽ bắt đầu tăng rất là đột biến. Và cũng có những cái cổ phiếu mà người ta nghĩ là nó không hưởng lợi được và nó sẽ thiệt hại từ Trump vào Nhà Trắng, thì những cái cổ phiếu đó nó sẽ bắt đầu lao dốc. Tương tự như vậy đối với bà Harris, nếu mà bà Harris thắng á, thì người ta cũng có rất là nhiều cổ phiếu người ta tin rằng là nó sẽ đi lên, và có những cái cổ phiếu người ta tin rằng là nó sẽ lao dốc. Thì người nào thắng thì cũng sẽ có các cái biến động như vậy cả. Nhưng mà sau khi mà có kết quả rồi á, thì những cái sự biến động này nó sẽ bắt đầu tan đi. Và đến bây giờ á, thì là trên giới đầu tư á, người ta vẫn không có một cái sự dự đoán nào rõ ràng. Bởi vì nếu như mà các bạn dựa vào các cái cuộc khảo sát thăm dò dư luận ở trên toàn quốc nước Mỹ á, thì là hai người này cái mức độ chênh lệch của họ hầu như là không có. Những cái bảng poll á, tức là những cái bảng thăm dò dư luận đó, rất là nhiều các cái thăm dò dư luận như vậy. Ở nước Mỹ này nó có gần 7-8 cái thăm dò dư luận là rất là có chất lượng và được tín nhiệm. Thì tất cả các cái cuộc thăm dò dư luận đó đều cho thấy là hai người ứng cử viên này là cực kỳ sát với nhau. Một người 49, một người 50, một người 49,5, một người 50,1, rất là sát với nhau cho đến thời điểm hiện tại. Cho nên người ta không biết người nào sẽ thắng cả. Nhưng mà nhà đầu tư thì cũng giống như mình vậy, hầu hết nhà đầu tư thì đều giống như mình, họ đều tin rằng á, là thị trường thì sẽ bình thường, thị trường thì sẽ phai cho dù là người nào thắng. Thị trường ở đây người ta nói là the market would do fine with Harris, mà the market would do fine with Trump, người nào thắng thì thị trường nó cũng sẽ tốt cả.
Thì các bạn thấy trong lịch sử nước Mỹ 150 năm qua vừa rồi, có bao nhiêu người, có bao nhiêu lần đổi tổng thống, ông này lên bà kia xuống, ông kia lên ông này xuống. Có nhiều người nói cho ông tổng thống này lên là coi như là thị trường là bánh xác luôn. Có nhiều người nói là ông tổng thống này lên là thị trường là thất, rất là thăng hoa tất cả mọi thứ. Nhưng mà trong một năm, 150 năm qua nhìn lại, cứ 10 năm các bạn cứ cắt ra 10 năm liên tục thì là chứng khoán Mỹ nó cứ tăng trưởng 10 cho đến 11% mỗi năm. Thì có vẻ như là ông nào tổng thống, bà nào tổng thống, ông nào tổng thống da đen hay là da trắng hay là da không đen không trắng, thì có vẻ như là chứng khoán Mỹ sau 150 năm nhìn lại thì cứ mỗi năm nó tăng được 10 cho đến 11% mỗi năm. Không có một cái sự khác biệt, không có một cái sự thay đổi gì nhiều cả. Cho nên là các nhà đầu tư hầu hết á, thì đều nghĩ á, là thị trường nó sẽ tiếp tục tốt. Nếu như mà một trong hai người này thắng thì thị trường nó vẫn tiếp tục tốt và kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng và nước Mỹ vẫn là cái quốc gia hùng mạnh nhất cho đến bây giờ. Và người ta chỉ mong đợi cho cái cuộc bầu cử này nó đi qua rồi, nó xong rồi để cho cái sự biến động đó nó giảm đi, bởi vì sau cái cuộc bầu cử mà có một cái người thắng rõ ràng rồi và người thắng đó đã chuẩn bị vào Nhà Trắng rồi á, thì là thị trường nó sẽ ổn định lại, mọi chuyện nó sẽ không, người ta sẽ không còn phải bàn cãi và người ta sẽ không còn suy luận và người ta cũng không còn đặt ra các cái giả thuyết gì nữa, bởi vì cái người thắng cuộc nó đã rõ rồi, thì khi đó thị trường nó sẽ bình ổn lại. Và người ta nói giống như lúc nãy là mình nói với bạn á, là người ta nói á, là chỉ cần là cái ngày này qua đi và có cái người thắng cuộc rõ ràng thì như vậy á, là mọi chuyện nó sẽ tốt hơn. Và chỉ cần mà có một cái người clear winner và cái người winner đó sẽ đi vào Nhà Trắng vào tháng 11, thì bản thân chỉ có một cái người nào, Trump cũng được, Harris cũng được, người đó được công nhận là người chiến thắng và sẽ đi vào Nhà Trắng vào tháng 1, thì thị trường nó sẽ hưởng lợi được từ cái việc đó và nó sẽ có những cái tác động tích cực ở trên thị trường. Thì mình thật sự là ngay từ đầu mình đã rất là tin vào cái chuyện này rồi. Và các bạn nhớ là ở Mỹ, khi mà người ta nhìn vào 150 năm lịch sử ở nước Mỹ á, tổng thống là dân chủ hay tổng thống của là cộng hòa không có khác biệt nhau gì cả cho kinh tế Mỹ cũng như là cho chứng khoán Mỹ. Mình biết rất là nhiều bạn, những cái người mà cuồng Trump á, thì nghĩ là Trump là một cái thiên tài và Trump sẽ làm cho nước Mỹ thăng hoa đến cái mức độ từ trước đến giờ chưa bao giờ được thăng hoa như vậy. Mình biết là các bạn rất là tin vào cái chuyện đó và mình cũng muốn, cũng hy vọng là nó sẽ xảy ra cái chuyện đó. Nhưng mà trong một năm, trong 150 năm qua rồi, ngay cả Kennedy là cái vị tổng thống mà mình nghĩ là nổi tiếng nhất ở nước Mỹ cũng chỉ làm cho kinh tế Mỹ và chứng khoán Mỹ giống như là những ông tổng thống khác mà thôi, chứ không có, nổi bật lên được một chút nào cả. Và đến khi Trump và Harris thì nó cũng là như vậy. Cho nên là nó, cái việc mà tổng thống là dân chủ hay là tổng thống là cộng hòa, nó không có làm thay đổi nhiều về tình hình kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, cái yếu tố mà quan trọng nhất sẽ thay đổi cái tình hình kinh tế và chứng khoán Mỹ á, là cái việc ba thế lực lãnh đạo ở Mỹ, đó là tổng thống, thượng viện và hạ viện. Nếu mà ba thế lực này á, nó vẫn chia nhau ra, hai thế lực là thuộc đảng dân chủ, một thế lực là thuộc đảng cộng hòa, hoặc là hai thế lực là thuộc đảng cộng hòa, một thế lực là thuộc đảng dân chủ, vì miệng là vẫn có cái sự cạnh tranh và có cái sự giằng co nhau giữa đảng cộng hòa và đảng dân chủ trong ba cái thế lực này, thì kinh tế và chứng khoán Mỹ nó vẫn tốt và vẫn tốt như trong 150 năm qua vừa qua. Nhưng nếu như mà cả ba thế lực này, tổng thống, thượng viện và hạ viện đều bị dẫn dắt bởi một đảng, hoặc đảng dân chủ cũng được, đảng cộng hòa cũng được, thì cái đó là cái yếu tố tai hại nhất, cái yếu tố gây tổn thất nhất cho kinh tế Mỹ và chứng khoán Mỹ. Và cái chuyện này thì người ta đã, lịch sử người ta đã chứng minh rất là nhiều lần rồi. Những lúc nào mà ba thế lực này đều nằm dưới một đảng dân chủ hay là cộng hòa, đó là những cái năm tồi tệ nhất của kinh tế Mỹ và đó là những cái năm tồi tệ nhất của chứng khoán Mỹ. Cho nên là nếu mà các bạn đầu tư thì các bạn phải là những cái người rất là data driven, các bạn phải là những cái người rất là suy nghĩ lý trí, chứ đừng có để cho những cái tình cảm của mình nó chèn ép cái suy nghĩ lý trí của các bạn, mà các bạn tin vào những cái con số lịch sử á, thì đó là những cái điều quan trọng nhất. Chứ đảng nào ở trong Nhà Trắng thì cũng không còn thay đổi nhiều về kinh tế hay là chứng khoán ở Mỹ. Cho nên các bạn thấy á, là người ta nói là tất cả những cái này á, là đến khi mà mình biết á, là có một cái người winner rồi thì tình hình nó sẽ ổn định đi. Tuy nhiên người ta sợ á, là mình cũng sợ cái chuyện này, mà mình biết rất là nhiều bạn cũng sợ cái chuyện này. Đây là cái cuộc bầu cử mà có khả năng á, là sẽ không có biết rõ cái người winner trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Đặc biệt là nếu như cựu tổng thống Trump là người thua cuộc
trong những cái kết quả ban đầu. Bởi vì nếu mà ông là người thua cuộc trong những cái kết quả ban đầu, dựa vào cái lịch sử và dựa vào cái track record của ông này mang lại trong năm 2020 á, và cho những cái diễn biến gần đây ở trong cuộc bầu cử á, ông chưa thua nữa. Mà coi như là tất cả các cái tuyên bố và tất cả những cái câu chuyện hiện giờ trong cái campaign của ông á, đều nói rằng nếu mà ông thua thì ông đã bị ăn cắp và bên kia là đang đang chơi gian. Mà các bạn lại một cái trò chơi rất là buồn cười, chưa vào cuộc nữa mà nếu thua là biết ngay là bị ăn gian rồi, tức là chơi kiểu gì mà biết là chỉ có 100% là thắng thôi, còn nếu thua là bị ăn gian. Mình không biết chơi như vậy thì chơi theo cái kiểu gì, nhưng mà nếu trâm mà người thua trong những cái kết quả ban đầu thì cái việc mà có một cái người clear winner nó sẽ kéo dài hơn nữa, và đó là những cái ngày mà biến động nhất, những cái ngày mà chứng khoán Mỹ thắng trầm nhất, là những cái ngày mà không có được cái người clear winner. Thì mình cũng sợ là cái cuộc bầu cử này nó cũng sẽ như vậy. Nếu như mà Trump thua trong những cái kết quả đầu tiên, dựa vào những cái hành vi và những cái track record của ông, và dựa vào những cái câu chuyện mà gần đây ông chia sẻ trong cái campaign của ông á, thì nó sẽ là một cái chuỗi ngày rất là đen tối và rất là thăng trầm ở chứng khoán Mỹ, cho đến khi có được một cái người thắng cuộc rõ ràng để vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới đây. Không biết các bạn có đồng ý với quan điểm đó đó không? Nếu mà các bạn đồng ý hay là không đồng ý thì nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình nha. Sau đó cái vấn đề quan trọng thứ hai là kỳ cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Trung ương ở trên thị trường chứng khoán Mỹ vào tuần tới. Thì đây là cái cuộc họp mà cũng được xem như là quan trọng. Trong cái cuộc họp này thì Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ dựa vào cái tình hình tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động cũng như là mức lạm phát. Người ta sẽ quyết định là còn nên giảm lãi suất nữa hay là không, và nếu giảm lãi suất thì còn nên giảm lãi suất là bao nhiêu, 0,25 hay là 0,5%. Dựa vào các cái bản báo cáo gần đây nhất thì có vẻ như là kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng rất là solid. Ở đây người ta dùng cái từ là solid growth, tức là GDP quý 2 thì tăng 3%, GDP ở quý 3 thì tăng 2,9%. Cho nên đó là những cái mức tăng trưởng GDP rất là mạnh mẽ và rất là ngon lành, bởi vì GDP của nước Mỹ trung bình chỉ tăng 2 cho đến 2,5% mà thôi. Nhưng mà những năm này thì đã tăng đến 3%. Thậm chí có những cái quarter còn trên 3% nữa. Thì như vậy kinh tế tăng trưởng tốt, thất nghiệp thì vẫn ở cái mức 4,1%. Thì mức thất nghiệp mà được xem là tiêu chuẩn là 4%, và đã có những lúc nó lên 4,3%, nhưng mà sau đó thì bây giờ nó đã quay lại 4,1%, và nó đã được 4,1% trong tháng 10 và trong tháng 9. Thì như vậy các bạn thấy thất nghiệp vẫn đang rất là ổn. Hiện giờ thị trường lao động của Mỹ thì nó có những cái biến cố, ví dụ giống như là những cái cơn hurricane và những cái cuộc đình công rất là lớn. Thì những cái câu chuyện như vậy nó ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, tình hình thị trường lao động ở Mỹ, nhưng mà những cái ảnh hưởng đó nó chỉ là có tính ngắn hạn mà thôi, bởi vì hurricane đến khi nó hết cái cơn bão đó rồi thì nó sẽ mất một vài tuần để cho thị trường lao động ở những cái thành phố và những cái tiểu bang đó nó quay lại về mức bình thường, cũng giống như vào những cái cuộc đình công hy vọng là ngày thứ hai tới đây, lúc mà giới công nhân ở Boeing bắt đầu bỏ phiếu bầu, thì họ sẽ bầu chấp nhận cái offer cuối cùng của cái dàn quản lý ở Boeing để cái cuộc đình công này nó cũng chấm dứt, và 33.000 người công nhân sẽ quay về làm việc và tạo ra một cái tương lai mới cho cái cổ phiếu Boeing này. Thì hy vọng qua những tất cả những cái chuyện mà tạm thời và ngắn hạn đó nó qua đi á, thì mình nghĩ là cổ phiếu Mỹ nó á, thì mình nghĩ là thị trường lao động ở Mỹ nó cũng đã ở trong một cái tình trạng rất là tốt. Trong khi đó cái chỉ số lạm phát của Mỹ thì nó vẫn tiếp tục quay về với là cái mức 2%. Tuy nhiên cái chuyện mà nó quay về với cái mức 2% như vậy thì người ta dùng cái từ á, là nó đi trên một cái con đường mà nó khá là sốc nổi, tức là nó không đi đúng theo cái dự kiến của người ta. Người ta dự kiến tốt tháng vừa rồi á, thì nó nên giảm xuống 2,6%, nhưng mà nó lại không xuống được 2,6%, nó chỉ xuống được 2,7% mà thôi, và nó bằng với là cái tháng trước đây. Cho nên với những cái chuyện như vậy thì người ta dùng cái từ là sốc, hơi 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 sốc nổi một chút, hơi bấm bi một chút, giống như các bạn đi đường mà nó không có bằng phẳng á, thì lâu lâu nó lại nhảy đi một cái, thì nó dùng cái từ là bấm bi như vậy. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy á, người ta tin rằng Ngân hàng Dự trữ Trung ương vẫn tiếp tục cắt giảm lãi suất cho tháng 11 và vẫn cắt giảm lãi suất 0,25%. Tuy nhiên cái mà người ta không có rõ 100% á, là những cái dự báo của Ngân hàng Dự trữ Trung ương liệu họ có còn cắt giảm lãi suất thêm một lần cho năm 2024 vào tháng 12 hay là không, hay là đây sẽ là cái lần cắt giảm cuối cùng, và liệu Ngân hàng Dự trữ Trung ương có đưa ra những cái tín hiệu cho thấy là họ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho năm này
hay là họ sẽ không nói gì về những cái tín hiệu trong tương lai cả, thì cái đó là những cái câu hỏi và những cái vấn đề mà nhà đầu tư đang chờ đợi trong cái bài phát biểu của ông Jerome Powell vào cuối ngày thứ năm sau cái cuộc họp 2 ngày của Ngân hàng Dự trữ Trung ương. Và đó là những cái câu chuyện mà thị trường chứng khoán Mỹ đang chờ đợi. Ngoài ra mình nghĩ một cái câu chuyện rất là quan trọng là đến bây giờ là các bạn thấy nó đang ở trong cái mùa báo cáo doanh thu và lợi nhuận của quý 3. Thì đến bây giờ là đã có một cái số lượng rất là nhiều các cái công ty trong S&P 500 đã kết thúc cái việc báo cáo doanh thu và lợi nhuận trong quý 3 của họ rồi. Và sau các cái cuộc báo cáo doanh thu và lợi nhuận á, thì người ta thấy các cái công ty này tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt. Đến bây giờ những cái công ty mà đã báo cáo á, thì lợi nhuận của họ tăng trưởng đến 5,9% từ năm này so với năm ngoái. Và các bạn nhớ á, là trước cái mùa này thì người ta đang mong đợi là các cái công ty trong S&P 500 sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận và họ sẽ dự báo là sẽ tăng khoảng 3,9%. Nhưng mà cái con số đó thật ra cho đến bây giờ là đã 5,1% rồi và nó vẫn chưa hết, cho nên vẫn còn khoảng 2-3 tuần nữa cho tất cả các cái công ty còn lại nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận, thì cái con số 5,1% này có khả năng sẽ thay đổi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại á thì nó khá là lạc quan, các công ty ở Mỹ nó vẫn tiếp tục kiếm được nhiều lợi nhuận. Và đây là một cái câu chuyện mà người ta nói là không cản được cái sự tăng trưởng của chứng khoán Mỹ, cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, lạm phát cao, lãi suất cao trong năm 2023 kéo dài cho đến tháng 9 năm 2024, mà chứng khoán Mỹ nó vẫn tiếp tục tăng trưởng và nó vẫn tăng đến kỷ lục này cho đến kỷ lục khác, là bởi vì cả cái công ty này nó tăng lợi nhuận dữ quá. Mà các bạn đầu tư chứng khoán Mỹ thì cái nguyên tắc cơ bản nhất á, là nếu mà lợi nhuận của nó tăng và lợi nhuận tương lai tăng thì giá cổ phiếu của nó tăng, đó là cái chuyện rất là hợp lý, không có một cái vấn đề gì là khó hiểu hay là confusing ở đây cả. Mà lợi nhuận của các cái công ty này tăng như vậy thì lại tất nhiên cổ phiếu của nó tăng, mà nếu cổ phiếu của nó tăng thì cái chỉ số S&P 500 nó vẫn tiếp tục tăng trưởng, thì đó là một cái tín mà nó khá là tích cực cho cộng đồng của mình, bởi vì cộng đồng của mình thì hầu là đầu tư vào theo cái chiến lược an toàn, tức là mua các cái quỹ VOO, VGT và SMS. Và khi các bạn đầu tư theo cái chiến lược an toàn như vậy thì các bạn mong đợi là tất cả các cái công ty trong các cái nhóm S&P 500 hoặc là trên cái sàn Nasdaq nó có những cái lợi nhuận, nó thu được lợi nhuận tốt và nó tiếp tục tăng trưởng được lợi nhuận. Cho nên các bạn thấy ở đây tất cả những cái mong những cái nhận xét của giới đầu tư á, thì người ta nói á, là các công ty này nó vẫn đạt được cái mức mong đợi của các nhà phân tích một cách rất là ngon lành. Ở đây người ta lại dùng đến cái chữ solid nữa, và lợi nhuận gộp lại gộp của họ thì vẫn tiếp tục mở rộng, cho nên cái triển vọng của các công ty này thì cực kỳ tốt. Và bây giờ với cái quý 3 như vậy thì người ta mong đợi là nó cũng sẽ tiếp tục như vậy cho quý 4. Mà nếu nó tiếp tục như vậy cho quý 4 thì các cái cổ phiếu này nó vẫn tiếp tục tăng trưởng. Cho nên là đến bây giờ thì người ta vẫn đang dò hỏi là đến khi nào thì những cái việc tăng lợi nhuận này nó sẽ kết thúc, bởi vì nó không có thể tăng hoài như vậy được. Thì người ta muốn có những cái dự báo là đến khi nào nó sẽ kết thúc, nhưng mà thật ra nó rất là khó dự báo vào thời điểm này. Bởi vì vào thời điểm này á, thị trường chứng khoán Mỹ và các cái công ty này nó đang có một cái tác động rất là tích cực từ cái trào lưu AI. Mà cái trào lưu AI này thì nó là rất mới, cho nên á, là rất là khó để mà dự đoán được là cái trào lưu AI này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình kinh doanh và sản xuất của các cái công ty này. Cho nên là người ta không thể dự đoán một cách rõ ràng như là những cái năm trước, khi mà những cái tác động ở bên ngoài nó không có nhiều lắm. Thì đó là tất cả các cái câu chuyện hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ và đang được mong đợi vào tuần tới. Mình hy vọng á, là nếu mà các bạn trong cộng đồng của mình thì các bạn nhớ cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ, thì nên tập trung đầu tư vào các cái chỉ số an toàn, các cái quỹ an toàn như là VOO, VGT và SMS, và cố gắng tập trung ít nhất là 90-95% tiền đầu tư của các bạn vào các cái quỹ an toàn này. Nếu mà các bạn muốn mua thêm các cái cổ phiếu lẻ thì chỉ mua thêm khoảng 5 cho đến 10% tiền đầu tư hàng tháng của các bạn là dành cho các cái cổ phiếu lẻ. Bởi vì đầu tư vào các cái cổ phiếu lẻ là các cái khoản đầu tư rất là mạo hiểm, cho nên là cố gắng đừng mua nhiều tiền vào các cái cổ phiếu lẻ. Mình làm rất là nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu cho các cái cổ phiếu lẻ để giúp cộng đồng của mình có thể chọn lựa các cái cổ phiếu có chất lượng cao và hiểu được các cái cổ phiếu này nó hoạt động như thế nào, cái chiến lược kinh doanh của nó là gì, sản phẩm của nó là gì, có lợi ích như thế nào, vân vân và vân vân. Thì các bạn nhớ xem các cái bài phân tích chuyên sâu đó mà mình dành cho các bạn trong nhóm hội viên Kim Cương, để các bạn có thể nắm vững các cái công ty và các cái cổ phiếu này nó hoạt động gì, để các bạn có thể chọn các cái cổ phiếu lẻ.
Nhưng mà khi các bạn chọn các cái cổ phiếu lạ như vậy á, thì các bạn cũng chỉ giới hạn cái phần đầu tư của mình từ 5 cho đến 10% mà thôi. Đừng có bỏ tiền đầu tư nhiều quá mà nó sẽ có những cái kết quả không hay. Đặc biệt là đây là cái chiến lược đầu tư cho cái tài khoản hữu trí của các bạn. Cho nên các bạn nhớ cẩn thận cái chuyện đó giúp cho mình. Và các bạn thấy ở đây trong tất cả các cái bài phân tích cho tuần tới thì là điều kêu gọi nhà đầu tư là nên bình tĩnh, nên kiên định, bởi vì chứng khoán Mỹ trong những tuần tới nó sẽ có rất là nhiều các cái biến động. Và những cái biến động này nó không những chỉ là biến động vào tuần tới, tức là cái ngày bầu cử, mà nó sẽ là những cái biến động sau đó nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều tin rằng á, cái kết quả cuối cùng nó sẽ mất một cái thời gian để có được một cái người kết quả cuối cùng, và cái người kết quả đó là người kết quả là cái kết quả chính thức và kết quả cuối cùng và kết quả được chấp nhận của những cái cơ quan có thẩm quyền kiểm tra cái tình hình bầu cử ở Mỹ. Thì người ta nghĩ là nó sẽ mất rất là nhiều tuần, và nếu nó mất rất là nhiều tuần như vậy thì những cái biến động nó vẫn tiếp tục xảy ra ở trên thị trường. Cho nên các bạn nhớ cẩn thận và kiên định trong cái thời gian này. Ngoài ra thì là như mình nói lúc nãy á, là tuần vừa rồi thì đã có năm năm công ty được gọi là năm công ty Big Tech đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Đó là năm công ty Microsoft, Apple, Google, Facebook và Amazon. Đây là năm công ty quan trọng nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, mà mình nghĩ nó cũng là năm công ty quan trọng nhất ở trên toàn cầu. Tuần vừa rồi thì rất là bận rộn với những cái bản báo cáo doanh thu và lợi nhuận của năm công ty này. Và khi năm công ty này báo cáo doanh thu và lợi nhuận á, thì tất cả cả năm công ty đều đạt được các cái mức doanh thu và lợi nhuận mà các nhà phân tích đang chờ đợi. Không những là đạt được trong tương lai mà còn đạt được trong những cái mức mà họ dự báo, không những là đạt được những cái quý vừa rồi mà những cái mức mà họ dự báo trong tương lai thì họ cũng dự báo cao hơn là cái sự mong đợi của các nhà phân tích. Nhưng mà sau năm cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận đó thì chỉ một mình Google và Amazon là cổ phiếu của nó tăng, còn lại ba công ty của nó thì là cổ phiếu của nó giảm sau cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Thì chuyện gì mà làm cho cái cổ phiếu Google và Amazon nó tăng sau cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận như vậy? Thì ngày hôm vừa rồi á, mình có làm một cái bài phân tích chuyên sâu cho các bạn trong nhóm hội viên Kim Cương để giải thích cho cái chuyện này. Và thì dựa theo cái giải thích này á, thì cũng chia sẻ với các bạn những cái triết lý và những cái chiến lược khi mà các bạn đầu tư vào các cái cổ phiếu lẻ này. Thì ở đây là cái bài nắm cái công ty Big Tech này đã xong earning report rồi, tức là báo cáo doanh thu và lợi nhuận rồi. Tất cả là đều đạt được mức cao hơn các nhà đầu tư đang mong đợi, nhưng chỉ có Google và Amazon thì lại tăng mà thôi, trong khi ba cổ phiếu còn lại thì giảm. Tại sao như vậy? Và cái bài học gì mình rút ra được từ cái bài phân tích chuyên sâu này? Thì nếu mà các bạn quan tâm đến những cái cổ phiếu và các bạn muốn chọn các cái cổ phiếu lẻ để đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì mình nghĩ cái bài phân tích này á, sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ những cái vấn đề đằng sau, những cái vấn đề sâu hơn lúc mà các bạn chọn các cái cổ phiếu để tăng trưởng. Cái bài phân tích này thì nó tập trung vào năm cái công ty công nghệ này, nhưng mà mình nghĩ cái triết lý của nó thì áp dụng cho tất cả các cái công ty ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là những cái công ty trong S&P 500. Thì nếu mà các bạn quan tâm đến những cái bài phân tích chuyên sâu như thế này thì các bạn nhớ tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình để có được các cái lợi ích từ các cái bài phân tích chuyên sâu này. Ngoài ra ngày hôm nay á, thì mình còn làm thêm một cái bài phân tích chuyên sâu nữa, bởi vì gần đây á, thì có rất là nhiều các cái câu chuyện liên quan đến cái cổ phiếu SMCI, và có những cái câu chuyện cho rằng cái cổ phiếu SMCI này có khả năng là nó sẽ bị phá sản 100%, và cổ phiếu của nó cũng có khả năng là sẽ bị delisted khỏi cái thị trường chứng khoán Mỹ, khỏi cái sàn Nasdaq là nơi mà nó đang niêm yết hiện giờ. Thì trong tuần vừa rồi á, mình làm rất là nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu cho cái cổ phiếu SMCI này, bởi vì đây là cái cổ phiếu mà rất là nhiều bạn trong nhóm hội viên Kim Cương đang quan tâm và đang sở hữu cái cổ phiếu này. Và cái cổ phiếu này có khả năng là một cái khoản đầu tư cực kỳ tồi tệ, sẽ làm cho cả cộng đồng mình mất tiền cho cái cổ phiếu này, nhưng mà cũng có khả năng là một cái khoản đầu tư sẽ mang lại cái lợi nhuận cao nhất cho cộng đồng của mình. Cho nên đây là một cái cổ phiếu mà nó đang rất là biến động và nó có tính rủi ro rất là cao. Nhưng mà những cái cổ phiếu nó có tính rủi ro cao như vậy thì nó cũng có khả năng mang lại nhiều lợi nhuận cao nếu như mọi chuyện nó tốt. Và mình làm liên tiếp 3 ngày ba cái bài phân tích chuyên sâu cho cái cổ phiếu SMCI này, và cái bài phân tích chuyên sâu cuối cùng á, thì đây là mình coi như là cái khoản đầu tư điên rồ nhất của mình. Và vì sao mình lại chọn một cái khoản đầu tư điên rồ nhất như vậy, và cái câu chuyện này nó sẽ xảy ra như thế nào? Thì nếu mà các bạn quan tâm đến cái cổ phiếu này thì các bạn nhớ xem những cái bài phân tích chuyên sâu này của mình cho cái cổ phiếu SMCI khi các bạn trở thành hội viên Kim Cương.
Bởi vì rất là nhiều câu chuyện cho rằng cái cổ phiếu SMCI này nó có khả năng là sẽ bị delisted khỏi cái sàn Nasdaq, hoặc là nó sẽ bị mua lại, hoặc là nó sẽ bị sáp nhập, vân vân. Thì có rất là nhiều bạn trong nhóm hội viên Kim Cương hỏi rằng á, khi mà một cái cổ phiếu nó bị delisted như vậy, hoặc là nó bị mua lại, hoặc là nó bị sáp nhập vào những cái cổ phiếu khác, vào những cái công ty khác, mà nếu bạn đang có cái cổ phiếu của công ty đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với cả cái cổ phiếu của bạn? Nếu mà cái cổ phiếu này nó không còn được niêm yết ở trên Nasdaq nữa, Nasdaq đã nó ra khỏi sàn Nasdaq, hoặc là cái công cổ phiếu này, cái công ty này nó bị mua lại bởi một cái quỹ đầu tư nào đó, hoặc là nó sáp nhập vào một cái công ty nào đó ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với những cái cổ phiếu mà bạn đang có của cái công ty SMCI này? Thì mình làm thêm một cái bài học. Bài học này mình có bài học 43. Bài học này là trong cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu. Bởi vì đây là cái một cái bài học mà nó khá là cơ bản, và nó giải thích cho bạn biết những cái chuyện này khi mà nó xảy ra thì nó sẽ như thế nào, và cái cổ phiếu mà bạn đang đang nắm giữ nó sẽ được giao dịch ở đâu, nó sẽ có giá trị là bao nhiêu, làm sao để các bạn có thể bán được cái cổ phiếu này hoặc là mua thêm cái cổ phiếu này nếu mà bạn có giá trị như vậy. Và những cái câu chuyện này nó đã xảy ra ở trên thị trường chứng khoán Mỹ như thế nào rồi, thì cái bài học 43 này cũng là một cái bài học rất là quan trọng dành cho các bạn hội viên Kim Cương, để các bạn có thể hiểu rõ các cái câu chuyện như thế này về, ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thì khi mà các bạn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình á, thì các bạn phải đóng 20 đồng mỗi tháng để tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương này. Nhưng mà mình tin chắc á, là những cái lợi ích mà các bạn có được từ cái chương trình hội viên kim cương này thì nó sẽ cho bạn những cái lợi ích kinh tế lớn hơn rất là nhiều so với là cái chi phí chỉ 20 đồng mỗi tháng. Và rất là nhiều bạn trong hội viên kim cương thì nói là cái chi phí này thì nó gần như là không đáng kể và nó xứng đáng đến từng penny. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương này để có được các cái lợi ích đó. Những cái lợi ích trong chương trình hội viên kim cương á, thì nó bao gồm những cái bài phân tích chuyên sâu của mình. Trước đấy là mình có ba cái chương trình hội viên vàng, hội viên bạc và hội viên kim cương. Nhưng mà bây giờ là mình đã bỏ bỏ hết hội viên vàng và bạc rồi, mình chỉ giữ lại cái chương trình hội viên kim cương thôi, để cho mọi chuyện nó đơn giản. Không tới đến khi mà mình làm video mỗi ngày á, mà mình quay cái tự là video này cho hội viên vàng hay là video này cho hội viên kim cương này nọ thì nó rất là phức tạp cho mình. Mà hầu hết các bạn trong nhóm hội viên của mình thì đều 90% là đều ở trong nhóm hội viên kim cương cả rồi, cho nên mình nói thôi mình bỏ luôn hội viên vàng và bạc, chỉ làm cho cái chương trình hội viên kim cương thôi, để cho nó đơn giản và nó cũng dễ để cho mình là cứ làm các cái video độc quyền cho các bạn hội viên, tức là hội viên kim cương luôn. Thì các cái video độc quyền mình làm này á, thì hầu hết là cho các bạn hội viên kim cương 100%. Ngoài ra các bạn hội viên kim cương á, thì cũng xem được những cái khóa học mà mình giải thích thêm và mình dạy thêm về cái chuyện đầu tư chứng khoán Mỹ. Ví dụ đây là những cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu. Cái khóa học lúc nãy là mình đã làm đến cái bài học số 43 rồi. Nếu mà các bạn muốn bắt đầu đầu tư chứng khoán Mỹ để tích lũy cho cái tài khoản hưu trí của các bạn thì đây sẽ là một cái khóa học cực kỳ quan trọng. Và cái khóa học này thì nó tốt cho tích nó cần thiết cho tất cả các bạn trong cộng đồng của mình. Nếu mà các bạn đã chơi chứng khoán Mỹ một thời gian rồi, chơi theo các cái phong trào, các cái hội nhóm và mua các cái cổ phiếu mà không biết các cái cổ phiếu đó nó mua bán những cái gì, nó cho những cái công ty gì, lợi thế của nó ra làm sao, và mua chơi theo các cái đội nhóm như vậy mà không hiểu rõ cái cách thức hoạt động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì cái khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ cái cách thức hoạt động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và mình hy vọng tất cả các bạn trong trong channel của mình thì đều học cái khóa học này cả. Ngoài ra mình có cái khóa học về tài khoản hưu trí Roth IRA, mình có cái khóa học về tài khoản đầu tư cho con của bạn, mình có cái khóa học về đầu tư trái phiếu và các cái cổ phiếu trả cổ tức, cái khóa học về tiền hưu, tiền già, Medicare và Medicaid ở Mỹ. Thì tất cả các cái khóa học này nó chia sẻ các cái kiến thức tốt nhất, nền tảng nhất, các cái thông tin cập nhật nhất, cũng như là các cái kỹ năng cần thiết nhất để tất cả các bạn đều có thể tự tin và thực hiện cái chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ theo cái chiến lược an toàn này, để giúp cho các bạn tích lũy cái tài khoản hưu trí của các bạn. Và cái mong muốn lớn nhất của mình á, là cho tất cả các bạn trong channel của mình đều có thể tích lũy được 2 triệu đô la trong các cái tài khoản hưu trí của mình, để các bạn có một cái cuộc sống hưu trí rất là đầy đủ và rất là thoải mái. Và đó là cái cách mà dùng tiền của các bạn, tiền nhàn rỗi của các bạn á, có thể là đẻ ra được nhiều tiền hơn một cách an toàn nhất. Alright, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái câu chuyện là Apple và vì sao Warren Buffett lại tiếp tục bán cái cổ phiếu Apple này. Và càng ngày thì ông càng bán nhiều, thì chuyện gì đã xảy ra đối với cổ phiếu Apple này? Thì trước hết á, là Berkshire Hathaway là cái quỹ đầu tư của Warren Buffett, đó cũng là một cái công ty mà được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cho nên sau mỗi quỹ thì nó cũng phải đưa báo cáo doanh thu và lợi nhuận, thì họ vừa mới báo cáo doanh thu và lợi nhuận cho quỹ 3 vừa rồi.
Thì trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận này á, thì họ cũng phải chia sẻ là họ đã bán cổ phiếu của cái công ty này, của cái công ty Apple cực kỳ nhiều. Cuối năm 2023 thì là cái số tiền mà họ có cho cái cổ phiếu Apple là lên đến 174 tỷ đô la. Mà cho đến cuối quý 3 vừa rồi thì con số này nó đã giảm đi sự chỉ xuống còn khoảng 70 tỷ đô la mà thôi. Thì như vậy các bạn thấy trong 3 quý vừa rồi, Warren Buffett đã bán hết 60% cái cổ phiếu Apple này. Đây là cái cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của Warren Buffett và bây giờ ông đã bán đến 60% rồi. Thì đây có phải là cái câu chuyện mà mình và các bạn nên lo ngại hay là không? Bởi vì Warren Buffett nắm giữ rất là nhiều cái cổ phiếu này và ông mua cái cổ phiếu này từ năm 2016 cho đến bây giờ. Và cái khoản đầu tư này là một trong những cái khoản đầu tư có lời nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Warren Buffett. Thì vì sao đến bây giờ ông lại quyết định bán đi rất là nhiều cổ phiếu như vậy? Ông bán đến 60% mà người ta nghi ngờ là ông vẫn tiếp tục bán cái cổ phiếu này nhiều hơn nữa. Thì tại làm sao? Cái lý do vì sao mà làm chắc mình có nên lo ngại hay là không? Thì Warren Buffett nói rất là rõ trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Berkshire, lý do lớn nhất á, là ông giữ cái cổ phiếu này quá nhiều và bây giờ trong cái danh mục đầu tư của Warren Buffett cái cổ phiếu này nó chiếm một cái phần rất là lớn. Và trong một cái danh mục đầu tư mà một cổ phiếu nó chiếm quá lớn như vậy thì đó là cái sự bất ổn, cái sự rủi ro của cái danh mục đầu tư đó. Cho nên nếu mà các bạn đầu tư á, thì các bạn biết là các bạn không nên bỏ 100% tiền của bạn mua cho một cổ phiếu duy nhất. Các bạn cũng không nên bỏ 50% tiền của bạn mua cho bạn một cổ phiếu duy nhất, bởi vì đó là một cái chiến lược rất là rủi ro, mọi chuyện rất là có thể xảy ra đối với là cái cổ phiếu đó. Cho nên các bạn không nên làm như vậy. Thì đối với Warren Buffett là một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì ông cũng hiểu được cái chuyện đó. Cho nên khi mà cái cổ phiếu này nó chiếm một cái phần quá lớn trong danh mục đầu tư của ông thì ông phải bán bớt đi và lấy tiền đó đầu tư vào những cái cổ phiếu khác để cái danh mục đầu tư của ông nó có thể được balance một cách healthy nhất. Thì đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai á, ông cũng có ám chỉ đến á, là cái việc bán các cái cổ phiếu này á, nó cũng giúp cho ông quản lý được thuế tiền lời một cách hiệu quả nhất. Thì đó cũng là một cái lý do mà ông bán cái cổ phiếu này. Hiện giờ á, thì trên thị trường người ta speculating, tức là người ta suy đoán, suy diễn là có vẻ như là Warren Buffett bán rất là nhiều để thu lại tiền mặt và để tích tích trữ tiền mặt vào lúc này. Có vẻ như là ông đang chờ đợi một cái chuyện gì đó xảy ra ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, một cái cuộc khủng hoảng hay là một cái cuộc suy thoái và làm cho chứng khoán Mỹ trở nên rẻ hơn, tất cả các cái cổ phiếu đều lao dốc, thì lúc đó ông sẽ xác định được những cái thời điểm mua. Bởi vì Warren Buffett là một người đầu tư mà đầu tư theo cái chiến lược value, tức là ông đã thích một vài các cái công ty nào đó rồi, nhưng mà ông không phải thích một cái là ông mua liền. Nếu mà ông thích thì ông phải đợi cái cổ phiếu đó nó rớt, lúc mà nó có giá thấp á, thì ông mới nhảy vào ông mua. Cho nên là bây giờ có vẻ như là ông đợi cái thời điểm tốt và ông tin rằng á, là chứng khoán Mỹ và kinh tế Mỹ đang sắp sửa rơi vào một cái giai đoạn suy thoái, làm cho các cái cổ phiếu nó rẻ hơn và ông bây giờ ông có sẵn tiền mặt, thì lúc đó ông bỏ tiền mặt ra ông mua thì ông sẽ mua được giá rất là hời. Thì đó là một cái sự suy thoái, một cái sự suy đoán hiện giờ ở của các nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đối với cái cổ phiếu Apple này á, thì nó cũng đã khá khó khăn trong thời gian vừa rồi. Nhưng mà gần đây á, với cái sự giới thiệu cái phần mềm mới là Apple Intelligence, là đây là cái nền tảng để cho các cái tính năng AI của cổ phiếu Apple. Thì hiện giờ á, tất cả các nhà phân tích và các nhà đầu tư đều mong đợi cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Apple vào cuối năm này, vào quý 1, quý 2 của năm sau. Bởi vì trong các cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của cuối năm nay và quý 1, quý 2 của năm sau á, thì Apple sẽ bắt đầu chia sẻ những cái kết quả họ có được từ cái phần mềm Apple Intelligence này. Và cái phần mềm Apple Intelligence này á, với các cái tính năng AI trên các cái điện thoại Apple á, nó đã giúp cho Apple tăng được doanh thu và lợi nhuận như thế nào. Và nó đã giúp Apple khuyến khích những người sử dụng các cái điện thoại iPhone của nó hiện giờ chấp nhận nâng cấp cái điện thoại iPhone của họ lên để có được các cái tính năng AI này. Ngày hôm nay á, thì mình đã đi đến cửa hàng AT&T để mình hỏi nâng cấp cái điện thoại của mình. Điện thoại hiện giờ của mình là iPhone 13 và mình nâng cấp lên cái điện thoại iPhone 16 để mình có được các cái tính năng AI này. Thì may mắn á, là cái điện thoại iPhone 13 của mình là mình đã trả hết tiền rồi. Cho nên là bây giờ mình cũng có thể là nâng cấp lên điện thoại iPhone 16 mà không phải tốn thêm cả cái chi phí gì cả.
cho nên là mình quyết định nâng cấp luôn. Thì có vẻ như là ngày mai họ sẽ gửi cái điện thoại đó về nhà cho mình, thì mình sẽ bắt đầu cái sử dụng điện thoại iPhone 16 và sử dụng các cái tính năng AI của nó, và chắc chắn là mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả các cái tính năng AI mà mình phát hiện từ điện thoại iPhone 16 của mình, để giúp cho cộng đồng của mình hiểu rõ hơn các cái tính năng này và làm sao có thể sử dụng các cái tính năng này một cách hiệu quả nhất. Bởi vì mình nghĩ các bạn và mình sống trong cái thế giới công nghệ như thế này, thì mình phải tận dụng những cái lợi thế các cái công nghệ này nó mang lại cho mình, để làm cho cái cuộc sống của mình nó hiệu quả hơn, giúp mình tiết kiệm được thời gian hơn và có một cái cuộc sống đàng hoàng và thoải mái hơn. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì tất cả các nhà phân tích hiện giờ đều nói rằng á, họ mong đợi là cái Apple và các cái tính năng AI của nó sẽ giúp cho cái tần suất mà người ta nâng cấp điện thoại lên là từ 5 cho đến 10%. Hiện giờ các cái người sử dụng điện thoại iPhone của Apple á, thì không còn muốn nâng cấp. Bản thân mình là mình cũng không hề muốn nâng cấp cái điện thoại này của mình. Mình đã sử dụng cái điện thoại này 3 năm rồi và mình thật sự là sản phẩm của họ quá tốt. 3 năm rồi mà không có một cái vấn đề gì cả. Điện thoại vẫn rất là ngon lành và mình thật sự là nếu như mà mình nói là phải cố gắng mà tìm một cái lý do vì sao phải đi nâng cấp cái điện thoại này, mình không tìm được một cái lý do gì cả. Mình hoàn toàn happy 100% với cái điện thoại của mình. Cho nên cái sản phẩm họ làm quá tốt, quá ưu việt, cho nên mình xài 3 năm rồi mà vẫn không có cảm giác muốn thay đổi nó. Chỉ có cái lý do duy nhất là mình muốn trải nghiệm về cái tính năng AI mà thôi. Và cho nên là mình mới đi thay đổi nó. Thì mình hy vọng là cũng rất là nhiều người ở trên toàn cầu có cái ước muốn giống như mình và sẽ giúp cho Apple nâng được cái tỷ lệ nâng cấp điện thoại này. Và nếu mà họ nâng được cái tỷ lệ nâng cấp điện thoại này khoảng 5 tới đến 10% thôi, thì cái cổ phiếu này nó sẽ rất là tốt. Những cái người mà đã được trải nghiệm các cái tính năng AI của Apple á, tức là khi mà họ được Apple mời để thử cái sản phẩm và các cái tính năng này, thì họ đều cảm thấy rất là hài lòng, họ đều cảm thấy rất là happy. Cho nên là người ta cũng rất là tin rằng á, khi mà các cái tính năng này được lan tỏa và được sử dụng rộng rãi, thì rất là nhiều người cảm thấy happy. Một trong những cái yếu tố mà quan trọng nhất á, là những người mà thử các cái tính năng này á, thì họ cảm thấy rất là khó khăn nếu mà các cái tính năng này không còn nữa. Bởi vì họ đã quen với các cái tính năng này rồi, và họ các cái tính năng này nó tiết kiệm cho họ rất là nhiều thời gian và làm cho các cái công việc của họ nhanh hơn rất là nhiều, hiệu quả hơn rất là nhiều. Cho nên họ sẽ cảm thấy rất là thiếu thốn và rất là tức tối nếu như mà các tính năng này nó qua đi. Thì đó là cái yếu tố mà mình cảm thấy là quan trọng nhất. Cũng giống như tất cả các cái công nghệ khác, khi mà các bạn đã quen với những cái công nghệ đó rồi á, thì cuộc đời của bạn nó sẽ rất là khó khăn và khổ khổ nếu như mà các cái công nghệ đó nó biến mất. Nếu mà bây giờ bạn không cho bạn dùng điện thoại iPhone nữa, bắt bạn quay về dùng cái điện thoại Nokia mà người ta gọi là flip phone á, tức là chỉ nghe và nhắn tin được thôi á, thì cuộc đời của bạn nó sẽ khổ khổ đến chừng nào. Bạn có công nhận với mình như vậy không? Cho nên là các cái công nghệ này mà khi mà mình đã quen với nó rồi thì mình không có thoát ra được. Thì mình cũng hy vọng là cái cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục tăng trưởng. Nhưng mà cái hy vọng đó thì nó chỉ được xác thật và chứng nhận trong cái thời gian sắp tới, lúc mà Apple báo cáo các cái bảng báo cáo doanh thu và lợi nhuận, và để xem có thử là cái sản phẩm mới này nó có khuyến khích được người dân ở trên toàn cầu nâng cấp cái điện thoại iPhone của họ, đặc biệt là những người dân ở Mỹ và ở Trung Quốc. Đây là cái thị trường cực kỳ quan trọng. Và trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận tuần vừa rồi á, thì các bạn thấy là Apple nó vẫn còn chưa có thật sự vững vàng và mạnh mẽ ở thị trường Trung Quốc. Nó tốt hơn, nhưng mà nó vẫn chưa đạt được những cái sự kỳ vọng của các nhà phân tích. À, và nó vẫn đang trên đường hồi phục ở thị trường Trung Quốc, một cái thị trường cực kỳ quan trọng và cực kỳ lớn cho các cái công ty, đặc biệt là các cái công ty công nghệ như là Apple hoặc là Tesla. Thì các bạn cảm thấy như thế nào? Đối với mình á, thì mình cũng cảm thấy khá là tin tưởng và hy vọng là Apple nó sẽ tiếp tục được tăng nữa. Thì nếu mà các bạn cảm thấy như thế nào về các cái cổ phiếu Apple á, nếu mà các bạn đã mua cổ phiếu Apple rồi hoặc là chưa có cổ phiếu Apple, thì các bạn nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, và bây giờ thì mình sẽ đi qua một cái câu chuyện tiếp theo, đó là cái câu chuyện về Uber. Thì Uber là một cái công ty mà mình nghĩ là cộng đồng mình chắc ai không ai là không biết về cái công ty Uber này cả. Nó đã quá nổi tiếng ở trên toàn cầu rồi. Bây giờ là coi như cái công ty Uber và Lyft này á, thì nó đã thay thế cho một cái ngành công nghiệp, một cái ngành rất là tăng trưởng ở trên toàn cầu, đó là ngành taxi. Thì bây giờ hầu như ở trên toàn cầu người ta không còn cái thói quen gọi taxi nữa, mà tất cả đều là gọi Uber và Lyft ở rất là nhiều nước khác nhau. Thì cái nhu cầu này nó đã thay đổi luôn cái thói quen của người tiêu dùng ở trên toàn cầu. Và cái cổ phiếu này từ trước đến giờ thì được xem như là cái cổ phiếu mà người ta gọi là marketplace, tức là nó kết nối giữa người lái xe và cái người thuê xe, và nó kết nối rất là hiệu quả, cho nên là nó tạo ra được những cái giá trị.
Nhưng mà trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận vừa rồi á, thì Uber có một cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận và làm cho người ta suy nghĩ là cái cổ phiếu này nó từ từ được transition để trở thành một cái cổ phiếu software. Thì vì sao như vậy? Trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận vừa rồi á, thì Uber nó tăng được cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Doanh thu của nó á, thì là được 11,19 tỷ và nó cao hơn cái mức mong đợi của các nhà phân tích là 10,99 tỷ. Như vậy là các bạn thấy nó tăng hơn khoảng được mà cái này cho là 11 tỷ thì nó tăng hơn được là 0,19 thì nó tăng hơn được khoảng là 10 phần chưa được, nó tăng khoảng cao hơn khoảng 2%. Và lợi nhuận á, thì nó được 1,2 đô la trên mỗi cổ phiếu, trong khi sự mong đợi của các nhà phân tích chỉ 0,45 đô la thôi. Thì các bạn thấy cái số này á, thì nó tăng gần như là gấp 3. Bởi vì nếu mà tăng gấp 3 á, thì nó sẽ là 1,35, mà trên đây là 1,20 thì nó tăng gần gấp 3, chưa tới gấp 3 nhưng mà cũng gần 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 gấp 3 rồi. Thì khi mà một cái công ty mà nó tăng cái mức lợi nhuận một cách nhảy vọt như thế này thì nó đã thay đổi cái bản chất của cái công ty này. Bởi vì nếu như bạn chỉ là mua hàng về bạn mua bạn bạn mua hàng về 10, bạn bán đi 12 thì cái lợi nhuận của bạn nó chỉ khoảng 20% thôi. Thì khi mà bạn chỉ là cái người trung gian mua đi bán lại như vậy thì bạn có một cái mức lợi nhuận khá là thấp. Nhưng mà lúc bạn thay đổi cái cấu hình hoạt động của bạn, bạn không còn là người trung gian nữa, bạn tự sản xuất ra cái sản phẩm bằng bằng bán thì bạn bán và bạn kiếm được tiền lời giá cao hơn. Thì như vậy nó đã thay đổi bản chất của cái công ty đó. Thì khi mà cái công ty mà nó thay đổi lợi nhuận theo cái mức như thế này thì nó thay đổi bản chất của cái công ty, và cái lợi nhuận như vậy á, thì người ta nói nó giống như là cái lợi nhuận của một cái công ty chuyên về software nhiều hơn là cái công ty về marketplace. Thì đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai á, là Uber trước đây nó chỉ là Uber để cho bạn lái xe taxi hoặc là cái người gọi xe taxi thôi. Nhưng mà bây giờ á, thì nó đã mở rộng ra rất là nhiều các cái ngành hàng khác nhau. Nó từ á, là cái lĩnh vực là lái xe, là gọi xe taxi, người ta gọi là ride sharing. Nó đã chuyển qua là delivery, tức là nó bây giờ bạn có Uber Eats, tức là bạn có thể gọi thức ăn từ nhà hàng nó cũng đưa đến cho bạn. Và nó cũng chuyển qua một cái ngành khác á, thì nó gọi là chuyển hàng hóa, nó giống như là cạnh tranh với là FedEx, với là UPS, với là hệ thống bưu điện ở Mỹ. Thì như vậy các bạn thấy á, là nó cũng nhảy vào cái ngành mà lưu chuyển hàng hóa này. Thì khi mà nó cái hệ thống mà nó đã xây dựng cho cái phần ride sharing này á, thì bây giờ nó mở rộng, nó áp dụng cái hệ thống software đó, cái hệ thống phần mềm đó cho cái Uber Eats và grocery, nó deliver grocery, và bây giờ nó cũng chuyển qua cái hệ thống mà giao giao nhận hàng hóa ở trên toàn quốc nước Mỹ. Thì cái software đó nó xây dựng một lần thôi, nhưng mà bây giờ nó là dùng được cho những cái ngành hàng khác nhau. Thì cái phần quan trọng nhất của nó là bây giờ cái software ở giữa đó, bởi vì cái phần software đó thì nó dành cho tất cả các cái sản phẩm khác, thì nó trở thành một cái công ty nhiều hơn là cái công ty software. Cho nên là người ta tin rằng á, là với cái cấu trúc mở rộng như vậy, xây dựng một cái hệ thống software như vậy và ứng dụng cho nhiều ngành khác nhau, thì làm cho cái công ty này nó trở thành một cái công ty gần cái công ty software hơn là cái công ty chỉ là cái công ty đầu mối ở giữa. Thì đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba là những cái cơ hội tăng trưởng của Uber trong tương lai á, thì nó lại gắn rất là nhiều với là chiếc xe taxi không người lái. Hiện giờ á, là Uber nó cần phải có người lái. Nhưng mà các bạn nghĩ trong 5 năm nữa, mình nghĩ 5 năm là cũng hơi xa, 3 năm nữa thôi, thì là 50% những chiếc Uber bạn gọi á, là nó sẽ không có người lái. Thậm chí hiện giờ á, ở Phoenix, ở Austin và ở San Francisco, thì bạn đã có thể, mình xin lỗi, ở Phoenix và ở San Francisco thôi, Austin thì nó chưa, Austin nó sắp đến, thì bạn đã có thể gọi Uber mà được thực hiện bởi Waymo. Waymo là cái công ty mà nó chuyên về taxi không người lái của Google. Nó là một cái startup mà Google mua lại. Nhưng mà sau khi Google mua lại á, thì Google vẫn giữ ở dưới cái brand name là Waymo, và nó là cạnh tranh trực tiếp với là Tesla, cái chiếc xe robot taxi của Tesla. Nhưng mà Tesla thì nói rất là nhiều nhưng mà chưa có cái gì cả. Trong khi Waymo á, thì nó đã có xe taxi không người lái ở San Francisco, ở LA và ở Phoenix. Nó sắp mở rộng ở Austin nữa. Thì với những chiếc xe không người lái của Waymo á, thì họ đã có một cái hợp tác với là Uber
để khi mà bạn gọi Uber á, thì bạn có quyền chọn gọi xe taxi không người lái ở thành phố Phoenix và ở thành phố San Francisco hiện giờ rồi. Thì bây giờ bạn đã trải nghiệm được chiếc xe taxi không người lái của Uber mà nó được thực hiện bởi chiếc xe Waymo rồi. Thì cái tương lai mà tăng trưởng của Uber á, mình thật sự là không có nghi ngờ gì là trong 10 năm tới, chỉ 10% những chiếc xe Uber bạn gọi là toàn là những chiếc xe taxi không người lái cả. Bạn gọi đến, nó đến là bạn sẽ ra xe và nó sẽ chạy liền và không có người lái nào cả. Và với cái chiến lược mở rộng và phát triển như vậy thì nó cũng trở thành một một cái công ty nhiều software hơn là những là cái giá trị là nó chỉ kết nối người bên này với người bên kia. Cho nên khi mà cái công ty nó thay đổi cái lợi nhuận và nó trở thành một cái công ty nghiêng về software nhiều hơn như vậy thì cái cổ phiếu của nó và cái tăng trưởng của nó cũng sẽ khác đi. Và mình nghĩ đây là cái giai đoạn mà mình nghĩ nó sẽ rất là thú vị cho cái cổ phiếu Uber này. Sau cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận vừa rồi của nó thì thật ra nó cái bài báo cáo doanh thu lợi nhuận của nó không được tốt lắm. Từ đầu năm đến giờ bạn thấy cái cổ phiếu này nó chỉ tăng khoảng 19% mà thôi, tức là cái mức tăng trưởng của nó thấp hơn cái mức tăng trưởng của S&P 500. Cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận này á, thì nó đạt được doanh thu và lợi nhuận của quý vừa rồi. Tuy nhiên, khi mà nó đưa ra những cái dự báo doanh thu và lợi nhuận của quý tương lai á, thì nó lại không tốt lắm, không hợp, không đạt được cái mức mong đợi của các nhà phân tích. Cho nên cái cổ phiếu này á, thì sau cái bài báo cáo doanh thu này thì nó giảm đi. Các bạn thấy nó giảm đi sau cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận này. Nó giảm từ 79 cho đến là 71 đồng. Sau khi nó giảm đi như vậy thì nó tăng lên được một chút. Và các bạn thấy đây là cái cổ phiếu mà nó giảm cái lúc trước đây là nó được 87 đồng. Thì mình nghĩ đấy cũng là một cái cổ phiếu mà đang trong cái giai đoạn khá tốt để mà nếu như mà các bạn quan tâm đến nó và thích mua thêm các cái cổ phiếu lạ, nhớ là chỉ mua từ 5 cho đến 10% tiền đầu tư của các bạn mà thôi. Thì đây cũng là một cái cổ phiếu mà các bạn nên xem xét, và sắp tới thì mình sẽ cố gắng làm thêm những cái bài phân tích chuyên sâu cho cái cổ phiếu Uber này dành cho các bạn hội viên kim cương. Nếu như mà các bạn quan tâm đến những cái cổ phiếu đơn lẻ mà muốn có những cái bài phân tích chuyên sâu của mình để giải thích cho các bạn là chiến lược của nó là gì, lợi thế cạnh tranh của nó là gì, khả năng tăng trưởng trong tương lai của nó là gì, vì sao nó lại có những cái sự tăng trưởng đó và nó sẽ cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ cạnh tranh của nó ra làm sao, thì các bạn nhớ tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình để có được các cái kiến thức nền tảng đó trước khi các bạn quyết định nên mua cổ phiếu này hay là không. Và sau khi các bạn đã chọn được các cái cổ phiếu blue chip rồi á, thì các bạn cũng sẽ nên biết cách chọn cái thời điểm mua tốt nhất và cái thời điểm bán tốt nhất để có được những cái khoản lợi nhuận tốt nhất. Thì tất cả các cái kiến thức đó mình chia sẻ với các bạn trong nhóm hội viên kim cương của mình, thì nếu mà các bạn quan tâm thì nhớ tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương. Các bạn có bạn nào mà đang quan tâm đến cái cổ phiếu Uber hoặc là bạn đang giữ cái cổ phiếu Uber này rồi á, và bạn có những cái suy nghĩ gì khác thì bạn nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là cái câu chuyện về một trong những cái chính sách mà bà Harris hứa là bà sẽ thực hiện nếu như mà bà được chọn làm tổng thống và thắng trong cái cuộc bầu cử này. Đó là bà muốn mang lại những cái khoản ưu đãi về thuế dành cho trẻ em. Tức là nếu mà gia đình bạn có em bé thì đây là những cái khoản ưu đãi về thuế và cho bạn những cái mức tiền bạn nhận hàng tháng cho cái khoản lợi ích này. Và cái bài phân tích này á, thì cái người mà viết bài phân tích này là Jana Horan, thì người này thì rất là thích cái chính sách này của bà, cho nên là người này viết một cái bài phân tích rất là tích cực cho cái chính sách này. Thì đây là một cái bài khá tích cực, thì mình sẽ dịch và giải thích cái bài này để cho cộng đồng của mình hiểu rõ hơn về cái chiến lược này. Nếu mà các bạn đang có con nhỏ, ví dụ một người bạn của mình đang có 3 đứa con đang ở độ tuổi đi học, thì đây là một cái chính sách mà mình nghĩ là sẽ hưởng lợi, gia đình của người bạn của mình rất là hưởng lợi. Thật ra cái chính sách này thì người ta đã thực hiện trong cái lúc pandemic rồi. Trong lúc pandemic á, thì ví dụ ở đây các bạn thấy người ta cho ví dụ là một người này á, trong 6 tháng của năm 2021, từ tháng 6 cho đến tháng 12 của năm 2021, thì chính quyền Biden có giới thiệu cái chính sách này mà nó chỉ kéo dài 6 tháng mà thôi, bởi vì lúc đó là trong cái thời điểm pandemic, và cho những cái khoản tiền trợ cấp nếu mà gia đình của bạn có con nhỏ. Và gia đình của người này á, thì nhận được 300 đô la mỗi tháng trong một cái mà người ta gọi là Expanded Child Tax Credit, tức là những cái ưu đãi về thuế cho em bé nếu mà gia đình bà có em bé. Thì đối với gia đình của bạn, của bà này, thì bà nhận được 300 đô mỗi tháng, và với 300 đô đó thì giúp được bà rất là nhiều cho những cái trang trải về chi phí cũng như là về học hành của 3 đứa con của bà.
Thì khi mà tổng thống nếu mà bà Kamala Harris thắng vào tháng 11 tới đây và trở thành tổng thống vào Nhà Trắng, thì bà hứa là bà sẽ mang cái chính sách này lại và mở rộng nó ra để cho những cái lợi ích tốt hơn nữa cho những cái gia đình mà đang có em bé hiện giờ. Ngay cả kỳ ông mà chạy đua cùng với cựu tổng thống Trump á, là JD Vance á, thì cũng đã có tiếng là sẽ ủng hộ cái chương trình trao cái chương trình hỗ trợ thuế cho em bé này, mặc dù là cái chiến lược mặc dù là cái campaign của Trump á, thì không có nói cụ thể là họ ủng hộ cái chính sách này hay là không, họ không có ủng hộ cụ thể cái chính sách này. Tuy nhiên, đối với cái campaign của Trump á, thì ông vẫn hứa là ông sẽ tăng cái hỗ trợ về thuế có em bé là lên đến cái số tiền 2.000 từ cái mức hiện giờ là chỉ 1.000 mà thôi. Và cái mà chính sách mà hỗ trợ cho gia đình có em bé đó, nó được gọi là American Rescue Plan Act, tức là một cái chính sách mà trợ cấp cho những cái gia đình có em bé. Thì cái chính sách này nó xảy ra trong cái thời kỳ pandemic từ tháng 6 cho đến tháng 12 của năm 2021, và nó sẽ, nếu gia đình của bạn có một em bé dưới 6 tuổi thì mỗi năm á, bạn sẽ được 3.600 đô. Nếu mà gia đình của bạn có một người con từ 6 cho đến 17 tuổi thì gia đình của bạn sẽ có được thêm 3.000 đô nữa. Và như vậy thì nó cao hơn từ cái mức hiện giờ là chỉ 2.000 đô cho mỗi cái em bé như vậy. Và ngoài ra thì bà cũng hứa là cái khoản hỗ trợ này á, thì nó gọi là fully refundable, có nghĩa rằng gia đình của bạn thu nhập có thấp đến nào đi nữa thì người chính phủ cũng cho bạn cái số tiền này. Cái đợt mà từ tháng 6 cho đến tháng 12 của năm 2021 á, thì nó có cái khoản hỗ trợ này, nhưng mà nó không cho hết 100% gia đình. Nếu mà gia đình của bạn có thu nhập rất là thấp mà bạn không phải đóng một đồng tiền thuế nào cả, thì bạn không được nhận cái lợi ích này. Bạn chỉ nhận được cái lợi ích này nếu như mà bạn đóng một số tiền thuế thì bạn sẽ nhận được cái lợi ích này, thì nó mới gọi là refund. Nếu mà bạn không có đóng đồng tiền thuế nào cả thì bạn đâu có được refund gì đâu, cho nên là bạn không có được cái tiền refund này. Còn nếu nhưng mà đến bà Harris thì bà hứa trong cái lần mở rộng này thì bà sẽ cho hết tất cả những cái hộ gia đình mà cho dù thu nhập cực kỳ thấp không đóng một đồng tiền thuế nào cả thì vẫn được cái lợi ích này. Và đây là cái chuyện mà mình nghĩ khá là quan trọng cho cộng đồng người Việt của mình, bởi vì cộng đồng người Việt của mình á, các bạn làm nail, đặc biệt là các bạn làm nail, làm tóc, làm da hàng này nọ, các bạn khai thuế rất là thấp, cho nên khi các bạn khai thuế á, thì bạn không nhận không bạn hầu như là không đóng một đồng tiền thuế nào cả, bởi vì cái mức thu nhập khai thuế của bạn nó dưới luôn cái mức standard deduction, tức là cái mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn. Mà bạn giữ cái mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn thì bạn không cần phải đóng một đồng tiền thuế nào cả. Và nếu mà bạn không cần đóng một đồng tiền thuế nào cả thì bạn lúc mà từ tháng 6 cho đến tháng 12 của năm 2021 thì bạn không nhận được cái lợi ích này, mặc dù gia đình của bạn có em bé, có con nhỏ. Thì đổi khi mà bà thực hiện cái chính sách này á, thì bà sẽ cho luôn cả cái gia đình của bạn, cho dù là bạn thu nhập cao nhưng mà bạn khai thuế với mức rất là thấp để không đóng một đồng tiền thuế nào cả, thì bạn vẫn nhận được cái lợi ích này. Thì mình nghĩ đây là cái vấn đề nó rất là quan trọng để cho cộng đồng người Việt mình biết, nếu như mà bà được thành tổng thống thì bà sẽ có các cái lợi ích này, và nếu như bà giữ lời hứa, bà thực hiện cái chính sách này thì bà sẽ có được cái lợi ích này. Khi mà người ta thực hiện cái chính sách này từ tháng 7 cho đến tháng 12 năm 2021 á, thì là nó làm cho cái tỷ lệ nghèo khổ ở Mỹ, tỷ lệ nghèo khổ mà cho em bé ở Mỹ á, người ta gọi là child poverty rate, nó đạt một cái mức rất là thấp, chỉ 5,2% mà thôi. Và đây là cái mức thấp nhất kể từ trước đến giờ ở nước Mỹ. Tức là bạn thấy nước Mỹ là một cái nước rất là hùng mạnh, một cái nước rất là giàu có, làm được rất là nhiều chuyện, nhưng mà cái số lượng em bé sống dưới cái mức nghèo khổ vẫn còn rất là cao. Cho nên nhờ vào cái chính sách này mà năm 2021, cái số lượng em bé sống dưới mức nghèo khổ đạt đến cái mức rất là thấp, mặc dù rất là thấp từ trước đến bây giờ vẫn là 5,2%. Tức là nếu mà nước Mỹ có 100 em bé thì 5 em bé là sống dưới cái mức nghèo khổ như vậy. Và cùng trong cái năm này, khi mà họ thực hiện cái chương trình này á, thì kỳ tỷ lệ mà thiếu thức ăn ở trong các hộ gia đình có thu nhập thấp thì cũng giảm xuống mức 25%. Thì đấy cũng là một cái con số mà mình rất là ngạc nhiên, bởi vì các bạn thấy á, là kỳ mức này là đã mức giảm xuống thấp rồi mà nó vẫn 25% những hộ gia đình thiếu thức ăn.
tức là những hộ gia đình có thu nhập thấp và bị thiếu thức ăn thì nó giảm, nhưng mà giảm xuống 25%. Nếu như mà có 10 hộ gia đình có thu nhập thấp thì có đến 2,5 hộ gia đình là thiếu thức ăn, mà cái này là đã giảm rồi, nếu mà chưa giảm thì nó còn cao hơn nữa. Thì đó là cái hiệu quả của cái chương trình này lúc mà họ thực hiện trong cái thời gian pandemic từ tháng 7 cho đến tháng 12 của năm 2021. Và người ta tin tưởng rằng á, nếu mà cái chương trình này nó được thực hiện và nó được mang lại thì nó sẽ giúp rất là nhiều các cái gia đình có em bé nhỏ. Ví dụ mấy ở gia đình này á, thì bà này là Crystal, bà có một đứa con 9 tháng tuổi, và trong cái thời gian mà pandemic như vậy thì bà nhận được 250 đô mỗi tháng cho cái lợi ích này. Và bà nói á, nếu như mà bà có được cái lợi ích này thì bà sẽ có khả năng trả trải bỏ nhiều thời gian hơn với con bà không cần phải làm việc full time nữa, bà không cần phải làm việc ngoài giờ nữa, bà không cần phải làm việc cuối tuần nữa, thì bà sẽ có nhiều thời gian hơn với con bà, và bà cũng có thể là giúp con bà mua được những cái sản phẩm mà nó cần. Ví dụ giống như bà này á, thì bà nói là con bà là muốn đi học các cái lớp mà hội họa, thì bà có thể mua được các cái cây cọ vẽ và các cái giấy vẽ để cho con của bà tham dự cái khóa học này. Và bởi vì bà không cần làm việc cuối tuần cho nên là bà có thể đưa con bà đến những cái lớp học hội họa như vậy vào cuối tuần. Thì như vậy là họ thấy là cái chất lượng cuộc sống và cái mối quan hệ giữa mẹ và con nó tốt hơn. Thì nếu mà bố mẹ mà bỏ nhiều thời gian với con cái thì chắc chắn là con cái cũng sẽ phát triển tốt hơn và cũng sẽ hạnh phúc hơn trong một cái gia đình như vậy. Thì nước Mỹ người ta thống kê là có khoảng 36 triệu gia đình với 61 triệu em bé nhận được một cái khoản tiền á, là khoảng 93 tỷ đồng cho cái chương trình hỗ trợ này vào năm 2021. Và như vậy á, thì mỗi gia đình nhận được trung bình khoảng 440 đô la cho tháng 12 của năm 2021. Thì như vậy các bạn thấy đây cũng là một cái số tiền rất là nhiều. Và số tiền này từ đâu mà ra? Nếu mà chính phủ làm thì chính phủ phải lấy tiền này và cắt đi những cái khoản tiền khác. Hoặc là để có được 93 tỷ này á, thì bà phải đánh thuế cao hơn cho những người có thu nhập cao, những hộ gia đình trên 400 năm, có thu nhập 400 ngàn mỗi năm. Hoặc là bà phải đánh thuế cao hơn cho những cái doanh nghiệp có tiền lời. Doanh nghiệp có tiền lời bây giờ thì chỉ là 18% thôi, bà phải tăng nó lên thành 21%, 25%. Thì bà lấy những cái tiền đó, bà cho những cái hộ gia đình như thế này. Và rất là nhiều các cái chương trình khác nhau nữa. Đấy chỉ là một cái gia đình, đấy chỉ là một cái chương trình mà mình giải thích cụ thể hơn. Và sau khi cái chương trình này mà nó kết thúc á, thì ngay lập tức là cái tỷ lệ trẻ em sống dưới mức nghèo khổ ở Mỹ tăng vọt lên đến 12,4% vào năm 2022. Các bạn thấy cái chương trình này nó kết thúc vào tháng 12 của năm 2021, thì đến năm 2022 thì cái tỷ lệ này nó tăng vọt lên lại thành 12,4% liền. Và cái năm năm ngoái, tức là năm 2023, nó tiếp tục tăng lên đến 13,7%. Các bạn thấy khủng khiếp không? Một nước Mỹ là một cái nước rất là cường quốc, rất là giàu có như vậy, mà cái số trẻ em sống dưới mức nghèo khổ lên đến 13-14%. Thì mình cũng rất là ngạc nhiên khi mà mình đọc những cái con số này. Thành thật mà nói với các bạn là như vậy. Và trong cái chiến dịch của bà á, thì bà cũng hứa hẹn á, là nếu như bà được làm tổng thống thì bà sẽ cho mỗi cặp vợ chồng, mỗi hộ gia đình mà có em bé và có em bé nhỏ trong cái năm đầu tiên của em bé đó, thì bà sẽ cho một hộ gia đình như vậy là 6.000 đô để phụ giúp tất cả các cái khoản chi phí cho khi mà mới có em bé chào đời. Mình thì chưa có con cho nên là mình không biết các cái khó khăn nào như thế nào, nhưng mà mình cũng tưởng tượng được á, là nếu như mà bạn có em bé thì cái năm đầu tiên sẽ là cái năm vất vả nhất và cái năm tốn kém nhiều nhất. Thì các cái khoản trợ cấp như vậy á, thì mình hy vọng và mình nghĩ là nó có một cái sức tác động lớn cho cái cuộc sống của gia đình bạn lúc mà bạn có em bé nhỏ như vậy. Thì nếu mà bạn nào trong cộng đồng của mình có em bé nhỏ mà lại thấy những cái chương trình này nó hiệu quả hay là không hiệu quả, thì các bạn cứ chia sẻ bằng một comment để giúp cho mình và các nhiều bạn khác ở trong cộng đồng cũng có những cái kiến thức tương tự như vậy. Để thực hiện cái chương trình như vậy á, thì sẽ tốn kém về của nước Mỹ là 1.600 tỷ đô la, một cái con số rất là lớn nha bạn, 1.600 tỷ đô la trong 10 năm, từ năm 2025 cho đến năm 2034. Đây là một cái chương trình nó sẽ tốn nhiều tiền. Và trong 10 năm thì nó sẽ tốn đến 1.600 tỷ đô la. Và đây là một cái chuyện mà mình cũng cảm thấy rất là thú vị. Thông thường khi mà người ta phân tích các cái chính sách này á, thì cả cái cách phân tích
cái cách phân tích mà chính thống là người ta phải phân tích cái tác động của nó và cái chi phí của nó trong 10 năm. Cho nên tất cả các cái chính sách này, khi mà các cái cơ quan người ta phân tích và thống kê các cái chi phí thì người ta đều phân tích trong 10 năm cả. Cho nên đối với cái chính sách này thì họ cũng phân tích là họ nói nếu mà làm như vậy thì trong 10 năm nó sẽ tốn kém đến 1.600 tỷ đô la. Cũng có một vài chính sách của cựu tổng thống Trump thì người ta cũng phân tích là sẽ tốn bao nhiêu tiền. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn ở trên channel của mình là mình nói là cái chính sách này của cựu tổng thống Trump á, nếu mà người ta ông làm chỉ chuyện như vậy thì nó sẽ tốn kém được Mỹ là cái khoản tiền trên đó trong 10 năm. Thì rất là nhiều bạn mà cuồng của Trump á thì comment nói lại là vì sao ông này chỉ làm ông chỉ nếu mà ông thẳng ông chỉ làm 4 năm thôi, vì sao không chỉ phân tích là 4 năm đó tốn bao nhiêu tiền thôi mà tính thành 10 năm để cho cái số tiền nó tăng cao như vậy. Hỏi như vậy thì mình hết cách trả lời. Hỏi như vậy thì mình hết cách trả lời. Bởi vì cái cách mà người ta tính toán một cách chính thống và một cách standard cho những cái ảnh hưởng của các cái chính sách này, chính sách của người nào cũng phải, người ta cũng sẽ phân tích trong 10 năm và sẽ tốn cả bao nhiêu tiền. Chứ không phải là bởi vì người ta gạt trong mà người ta tính cái này thành 10 năm để cái con số nó rất là lớn. Ở đây người ta cũng không có thể gạt hay là có thương bà Harris này, nhưng mà cái cách phân tích chính thống và cái cách phân tích official á, thì nó phải phân tích thành 10 năm như vậy, và cái con số họ chia sẻ luôn luôn là cái con số 10 năm. Nếu như mà các bạn muốn tính 1 năm thì các bạn cứ chia 10 ra xong rồi nhân 4 thành thì nó thành 4 năm. Cho việc gì đâu mà phải tránh cãi là vì sao không phân tích 4 năm thôi, để bởi vì ông chỉ làm tổng thống 4 năm thì chỉ tính cái mức chi tiêu của ông trong 4 năm thôi. Còn nhiều khi mình thấy các bạn cuồng quá mà coi như là mất hết cái cách suy nghĩ bình thường luôn, mà chỉ biết chỉ một mục đích duy nhất là phản biện và bảo vệ ông Trump này mà thôi. Rất là buồn cười. Thì là cái chiến trình này nó sẽ rất là đắt tiền. Đến 1.600 tỷ đô la trong 10 năm. Nhưng mà có những cái study á, thì người ta nghiên cứu rằng nếu như mà cái chương trình này được thực hiện như vậy và giúp cho các cái hộ gia đình có thu nhập thấp và hỗ trợ cho các cái hộ gia đình để có em bé như vậy, thì những cái hộ gia đình này á, nó cái chính sách này á, nó sẽ dẫn đến cái kết quả là những cái mức thu nhập của những người này sẽ cao hơn trong tương lai, và khi họ có thu nhập cao hơn trong tương lai thì họ sẽ trả thuế nhiều hơn, họ có nhiều sức khỏe hơn và họ sẽ sống lâu hơn, và như vậy á, thì họ cũng giảm các cái chi phí về healthcare và giảm tội phạm và giảm những cái chi phí bảo vệ trẻ em. Bởi vì các bạn biết ở Mỹ á, nếu như mà trẻ em sống trong các cái gia đình mà gia đình đó nghèo khổ quá, không đủ điều kiện săn sóc và ruồng bỏ trẻ em như vậy, thì xã hội Mỹ cũng phải chi trả những cái tiền để mà bảo vệ các cái đứa bé đó, đưa các cái đứa bé đó đi sống ở những cái gia đình khác. Mà khi mà đưa những cái đứa bé đó đi sống những gia đình khác á, thì nó cũng phải tốn kém tiền cho những cái gia đình khác nữa, cho nên là nó cũng tốn kém các cái tiền bảo vệ trẻ em như thế này. Cho nên á, là khi mà người ta tính toán cái chi phí 10 năm này và cái lợi ích từ cái chương trình này trong 10 năm sau á, thì nó là cái lợi ích của nó là đến 10 lần so với là chỉ một lần chi phí mà thôi. Cho nên là họ thấy á, là cái lợi ích của chương trình này cho nước Mỹ trong dài hạn 10 năm, 20 năm thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với là cái chi phí hiện tại. Và khi mà người ta làm cả cái cuộc phân tích mà người ta phỏng vấn và người ta nói chuyện với những cái hộ gia đình nhận được cả cái lợi ích này, thì họ thấy á, cái yếu tố quan trọng nhất làm cho các cái hộ gia đình này nó tốt hơn á, là bố mẹ có nhiều thời gian bỏ ra về con cái. Bởi vì bố mẹ không cần đi làm việc full extra time, không cần đi làm việc overtime cuối tuần này nọ, cho nên họ sẽ có nhiều thời gian về con cái. Và khi mà họ có nhiều thời gian về con cái á, thì chắc chắn con cái của họ nó sẽ phát triển lành mạnh hơn, phát triển khỏe mạnh hơn và trở thành những cái cá nhân tốt đẹp hơn, đóng góp cho xã hội tốt hơn. Thì nếu mà một cái xã hội tốt như vậy thì đây là một cái chính sách có thể là rất là tốt. Cho nên cái câu cuối cùng người ta nói là as a society, what is a better benefit? Tức là có cái lợi ích gì mà tốt hơn cái lợi ích này nữa, khi mà mỗi hộ gia đình nó đều mạnh khỏe hơn và cái sự đóng góp của hộ gia đình và các cái em bé đó cho hộ gia đình này nó tốt hơn. Alright, thì mình kết thúc cái bài phân tích của tối hôm nay với là một cái bài phân tích về một cái chiến dịch, về một cái chính sách của bà Kamala Harris. Lúc mà bà hứa trong cái cuộc tranh cử của bà, nếu mà được vào Nhà Trắng thì bà sẽ có một cái chính sách hỗ trợ cho các cái khoản hỗ trợ cho gia đình có em bé như vậy.
Bởi vì là các bạn nói là mình phân tích rất là nhiều các cái chính sách của Trump với là những cái câu chuyện về Elon Musk và Trump, mình nói ít về những cái chính sách của bà Harris, thì hôm nay mình quyết định làm một cái bài phân tích chuyên sâu như vậy cho cái chính sách của bà Harris. À, mình hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Tuần tới sẽ là một cái tuần cực kỳ quan trọng, mình nghĩ nhiều tuần tới sẽ là nhiều tuần rất là quan trọng và rất là biến động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Mình hy vọng các bạn nên cố gắng bình tĩnh, ổn định, kiên định để qua cái giai đoạn này. Đến khi nước Mỹ chọn được cái người tổng thống cuối cùng sẽ vào Nhà Trắng thì lúc đó tình hình nó mới bắt đầu ổn định ngược trở lại. Cho nên các bạn nhớ ổn định và kiên định, cố gắng kiên định với cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ của cộng đồng mình. Mình hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Nếu các bạn thích thì cho mình một nút like. Nếu các bạn có những cái câu hỏi gì khác thì viết vào một comment giúp cho mình. Nếu các bạn theo dõi channel của mình một thời gian và đã có những cái lợi ích kinh tế từ channel của mình thì mình hy vọng các bạn sẽ gia nhập cái chương trình hội viên kim cương để có nhiều hơn nữa các cái lợi ích kinh tế mà mình dành độc quyền cho các bạn hội viên kim cương, và cũng là một cách mà các bạn có thể ủng hộ channel của mình thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì mình hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Bye bye.